Kêu đợi một lúc để các bạn vào đông đông rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi livestream hôm nay nhé. Em nào vào được livestream rồi có thể để lại cho anh một bình luận để cho anh biết là các em đã truy cập với livestream nha. Tôi cảm ơn bạn Hành Lá đã khen mình đẹp trai nhé. Chào bạn Nguyễn Văn Đức nhé. Hôm nay mình like đại số chứ không like game nhé. Các bạn đợi một lúc để mọi người vào đông hơn đấy nha. Chào bạn Nguyệt Hà nhé. Mình đính chính lại hôm nay mình không livestream game nhá. Còn live game thì các bạn có thể vào trang cá nhân mình, lúc nào đó chúng ta sẽ cùng có buổi tìm kiếm một tựa game nào mới. Thì không biết là sau buổi đầu học ở Bách Khoa các em có cảm thấy có cảm nhận gì về trường mình không nhỉ? Bạn nào K66 à nhỉ, bạn nào K67 có thể thả cho mình một tim hoặc là giơ tay không nhỉ? Chào bạn Nguyễn Việt Anh nhé. Chào bạn Nam Lương nhé. 61 mắt rồi. Chào bạn Minh Trần Tuấn nhé. Chào bạn Minh Tú và chào bạn Vũ Linh nhé. Đang có 63 mắt rồi, các bạn có thể share vào những cái group lớp này. Đó, thì để cho mọi người cùng biết, cùng tham gia buổi live này. Thì mình cũng sẽ cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm học tập bộ môn đại số. Bên chào bạn Chu Huyền, chào bạn Trần Nhật Khang, chào bạn Minh Tú nhé. K67EE2. Thì các bạn K67 bây giờ trên lớp đã học đến phần nào rồi nhỉ? Ồ, chào bạn Nguyễn Bách nhé. Ok, chào bạn Nguyễn Trung Kiên. 70 mắt rồi, các em xem nhiệt tình nào. Thì buổi buổi live hôm nay ấy, ngoài việc sẽ giúp các bạn học về bộ môn, đầu tiên là mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm học bộ môn đại số này cũng như là ôn tập lại cái phần ánh xạ này, thì ngoài ra thì bọn mình cũng sẽ tổ chức buổi livestream này để phát cho các em K66 những cái em K67 mình nhầm những em K67 những cái tài liệu chất lượng nhất và bản mới nhất do chính Bách Khoa Không Sợ Tài biên soạn. Thì các bạn hãy cùng share về trang cá nhân này cũng như là share về các hội nhóm, những cái group lớp để mọi người sẽ cùng có cơ hội nhận được tài liệu của chúng mình nha. Ngoài ra thì tài liệu của bọn mình cũng đã đẩy quy mô lên 2.000 cuốn rồi, nên là mình nghĩ là bạn nào tham gia thì cũng sẽ có cơ hội nhận được tài liệu thôi. Ok, mình thấy có vẻ rất đông rồi đấy. Thì không biết là ở trên lớp các bạn đã học đại số đến phần nào rồi nhỉ? Cho mình biết nào. Chào Vinh, chào Khoa Pha nha. Nào. Dạy cách giật hobo.
Các em cứ đăng ký Bách Khoa Không Sợ Thạch là có Hobo thôi. Chào quý. Thì ok, bây giờ cũng được tầm 116 mắt rồi nhỉ. Thì ok nhá, thì không biết là các bạn muốn mình tổ chức phát tài liệu ở đầu buổi live hay là sau buổi live nhỉ? À, các bạn cứ từ từ nhá, bây giờ đang là phần mình giao lưu thôi. Nào, không biết các bạn muốn phát đầu buổi live hay là sau buổi live nhỉ? Đầu đi à? Ok, mình thấy ở đây thì chủ yếu các bạn cũng đã cũng đã học đến phần ánh xạ rồi. Thì mình nghĩ là tổ chức ngày hôm nay là cũng khá là hợp lý đấy. Ok, thì hầu như là các bạn chọn đầu buổi live. Thì ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để nhận được tài liệu của chúng mình nhé. Đây thì đây như các bạn thấy trên màn hình đây, thì cách thức để nhận được tài liệu của mình khá là dễ. Đầu tiên là các bạn hãy bình luận mã số sinh viên này, tag 3 người bạn và chia sẻ công khai livestream. Thì cuối buổi thì bên bọn mình sẽ check một lượt này, add các bạn vào nhóm team để thông báo về thời gian, địa điểm nhận tài liệu. Và các bạn nhớ là phải làm đủ các bước nhé, và sẽ chỉ được tặng trong thời gian live thôi. Nếu mà sau khi live xong mà các bạn mới share hay bình luận ấy, thì sẽ không được tính nhé. Ok, các bạn có thể thực hiện ngay bây giờ để mình có thể check. Đây thì đây chính là cái tài liệu bản phiên bản mới của Bách Khoa Cộng Sự Tánh năm nay. Thì những tài liệu này cũng đã được chỉnh sửa sao cho nó phù hợp với cả đầy đủ chi tiết hơn. Thì anh cũng chia sẻ riêng thì nhờ cái bộ tài liệu này mà anh cũng đã đạt được những điểm khá cao ở hai bộ môn giải tích 1 và đại số này, cụ thể là 4.0. Thì anh thì cũng không 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 phải là người dành quá nhiều thời gian kiểu cho việc học đâu, và anh cũng tham gia nhiều nhiều những hoạt động khác nữa. Thì tuy nhiên thì nếu mà không có hai quyển này thì anh thấy là cái việc ôn tập của mình khá là khó khăn. Đấy, cho nên hai những cái quyển đề cương này như một phần cứu cánh anh trong cái việc chinh phục 4.0 cũng như là học bổng ở Bách Khoa này đấy. Nên là em nào mà muốn đặt mục tiêu mà đặt A đại số hay giải tích 1 ấy, thì anh nghĩ là những cái tài liệu như này rất là quan trọng. Đấy, và các em nên tham gia để nhận. Ok, ở đây mình đã thấy khá nhiều bạn bình luận. Đấy, bạn Kaka này, bạn Đặng Việt Huy này, bạn Nguyễn Trung Kiên, bạn Lương Thu Phương, đó, bạn Phạm Ngọc Thăng, Khải Lê. Nếu bạn nào muốn nhận tài liệu thì cố gắng thực hiện những cái bước này nha. Đầu tiên là bình luận mã số sinh viên này, tag 3 người bạn này, chia sẻ công khai livestream. Đó, chỉ có 3 bước như vậy thôi. Ok chưa ạ? Ok, thì mình thấy cũng có khá khá các bạn thực hiện rồi đấy. Ok, thì về buổi trước khi vào buổi live nhá, thì chúng anh cũng sẽ giới thiệu qua một chút về bản thân. Thì ok, thì đấy, anh sẽ để cái hướng dẫn phát tài liệu ở đây nhá. Trong khi chia sẻ thì anh xin tự giới thiệu, anh là Nguyễn Đình Trần Minh, hiện đang là sinh viên của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đó, thì anh hiện tại thì đang anh chờ một tí nhé. Thì trước hết thì trước khi vào giới thiệu về bản thân ấy, anh sẽ nói qua về Bách Khoa Không Sợ Tạch. Đấy, thì Bách Khoa Không Sợ Tạch là một tổ chức
khá là lớn ở Bách Khoa về việc giáo dục cũng như là dạy học các môn đại cương. Đấy, thì trong 3 năm hoạt động thì số lượng sinh viên của số lượng học viên của Bách Khoa Không Sợ Tạch cũng khá là nhiều, lên đến trên 3.000 bạn. Đó. Ok chưa? Thì điểm học phần hiện tại thì CVA của anh hiện tại cũng anh nói rồi đấy, khá cao. Cụ thể là 4.0. Đấy, nên là anh tin là anh sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu giúp các bạn cùng nhau chinh phục đại số ở kỳ này. Đấy, thì căn bản là trong cái khoảng thời gian mà anh học đại số ấy thì anh cũng rút ra được khá nhiều những cái tip này, nên là anh nghĩ là những cái tip hay là những cái mẹo nhỏ đấy khi mà các em học với anh sẽ giúp các em rất nhiều trong việc đạt điểm A môn đại số này. Ok chưa? Thì về về môn đại số ấy thì ok thì anh sẽ sơ qua một chút về đề thi giữa kỳ nhé. Đấy thì Bách Khoa Cộng Sở Tạch cũng đã có một cái kho tài liệu giúp các em có thể lấy đề. Đây, đầu tiên vào kho tài liệu nhá. Vào toán cao cấp này. Ở đây có một loạt các bộ môn đây thì anh đang muốn xem đề đại số đúng không? Ok. Đó, thì đây là cấu trúc của một đề thi đại số này. Thì nói chung là phần giữa kỳ thì nó sẽ xoáy quanh hai chương đầu là chương 1 và chương 2. Đấy, trong đó thì cái phần ánh xạ ấy, như em có thể thấy đây, ví dụ câu này nó chiếm tầm đây, câu, ngay cái đề này thôi nó đã chiếm tầm 3 câu rồi. Đó. Những cái đề tiếp nói chung là phần ánh xạ đấy, câu ánh xạ nó chiếm khá nhiều trong đề ấy, cho nên là anh thấy phần này nó khá quan trọng. Thì đấy cũng là lý do mà anh muốn like cái phần ánh xạ này đầu tiên. Đấy, ngoài ra thì những cái phần chương 2 về ma trận hiện tại thì chắc các em cũng chưa học đến đâu. Thì nếu thì những phần này anh sẽ cùng các em giao lưu ở những cái buổi live lần sau. Ok chưa? Thì nói qua ánh xạ nhá, thì ánh xạ nó là một phần khá là quan trọng. Đấy, quan trọng tại sao ấy? Tại vì là nó kiểu những cái kiến thức phần ánh xạ ấy, những cái chương sau nó kế thừa từ đấy rất là nhiều. Đấy, nên là nếu mà các em học hỏng phần này này thì việc mà các em có thể học tốt những cái chương sau nó khá là khó. Em hiểu học đại số ấy thì để mà học tốt những cái chương 3 4 5 ấy là những cái chương từ phần cuối kỳ ấy mà các em được học ấy thì hai cái chương 1 chương 2 các em phải nắm rất là vững. Đấy, ngoài ra thì để học những cái chương sau ấy thì những cái chương trước đấy thì nó kiểu liên kết kiến thức với nhau khá là nhiều. Cho nên là học môn này ấy, các em sẽ phải cố gắng là gì học tuần tự này. Học đến đâu thì cố gắng là hiểu đến đấy. Đấy, không được kiểu học cho qua, học nhảy cóc, học như kiểu chạy KPI ấy, học cho xong vít. Như thế nó sẽ không hiệu quả. Ok chưa? Ok thì anh thấy cũng khá là nhiều bạn tham gia thực hiện đủ các bước rồi này. Ok thì không lòng vòng nhá, thì anh sẽ cũng bắt đầu buổi live luôn ngay bây giờ. Ok. Phần hai chúng ta sẽ học phần ánh xạ. Ok. Thì trước hết phần ánh xạ ấy, thì cái nội dung đầu tiên mà anh muốn nói này đó chính là phần khái niệm. Chung khái niệm của ánh xạ ấy, anh thấy thì nó cũng không hẳn là có một cái khái niệm cụ thể nào đâu. Thì các em có hiểu hiểu ánh xạ như sau này. Ví dụ như là anh có hai tập x y khác rỗng. Ok chưa? Thì một ánh xạ f một cái ánh xạ f đi từ x vào y. Đó. Nó chính là một cái quy luật. Sao cho ứng với mỗi phần tử. Phần tử x thuộc x sẽ xác định
xác định duy nhất một phần tử y. Ok, thì cái khái niệm này thì chung có phải vẻ hơi dài nên là anh sẽ lấy ra một vài ví dụ để các em hiểu hơn nhé. Thì sau khi mà đọc cái phần khái niệm này này thì các em phải chú ý cho anh hai cái điều quan trọng. Thứ nhất là mỗi x ấy, mỗi thằng x này nhá, thì các em phải để ý cho anh cái từ xác định duy nhất này này, hiểu không? Và cái hai là nghĩa là với mỗi thằng x này các em sẽ chỉ có xác định duy nhất được một thằng y thuộc y thôi, ok chưa? Và cái chi tiết thứ hai là cái thằng y này nó phải thuộc y nhá. Đây, anh có thể biểu diễn ở trên sơ đồ Venn như sau. Đây, giả dụ anh có một cái tập x như thế này đi. Đó, đây là tập y này. Ok chưa? Anh sẽ lấy một cái phân tử bất x bất kỳ thuộc x như thế này. Đó, thì sau khi mà anh áp dụng một cái quy luật nào đó lên thằng f này này, à lên thằng x này này. Anh áp dụng một cái quy luật f nào đó hay là anh áp dụng cái ánh xạ f lên thằng x này nhé. Thì các em sẽ thu được một cái thằng y nó cũng thuộc y như thế này. Thì đây nó là một định nghĩa của một ánh xạ này. Chẳng hạn giả giả dụ nhá, giả dụ như là anh có một tập x này đi, ở đây anh lại có thêm một tập y nữa đi. Đấy, thì anh lại có một thằng x thuộc x này này. Anh sau đó anh áp dụng một cái ánh xạ f, đây ánh xạ f lên thằng x này này. Nhưng mà bằng một cách nào đó, đấy, chẳng hạn bằng một cách nào đó, anh lại thu được hai thằng y chẳng hạn, hai thằng ví dụ y và y phẩy, hai cái này đều thuộc tập y đi. Đó, thì cái trường hợp dưới này này nó đã phạm 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 phải cái xác định duy nhất này này, hiểu không? Đấy, như với mỗi x ấy, mình sẽ chỉ thu được một y thôi. Còn nếu mà một cái quy luật mà với mỗi x mà các em lại cho tận 2 y này, thậm chí là có thể là 3 y ví dụ thế, thì cái này nó sẽ không phải ánh xạ. Cái này sẽ không phải ánh xạ. Đó. Ngoài ra là gì? Ngoài ra là cái phần tử y đấy nó cũng phải thuộc y nhá. Đây chẳng hạn như là đây, một thêm một cái ví dụ nữa đi. Đây lại tập x này. Đây tập y này. Đấy thì bằng một cách nào đó anh lại tiếp tục áp dụng cái quy luật f lên thằng x. Thì tuy nhiên là sau khi mà anh áp dụng cái quy luật đấy lên ấy thì anh lại thu được một cái thằng y nào đó chẳng hạn là bay ra bên ngoài như này, không thuộc tập y này. Đó, thì cái này nó cũng không phải ánh sáng. Ok chưa? Thì cái phần định nghĩa ánh xạ này thì anh muốn các em phải nhấn mạnh vào, chú ý vào hai từ là thứ nhất là phải xác định duy nhất và thứ hai là phần tử y nó cũng phải thuộc y. Ok chưa? Ví dụ về ánh xạ nó cũng khá là nhiều. Đấy, một cái ví dụ khá phổ biến mà các em học được từ cấp 3 ấy, đó là cái ví dụ về hàm số. Thì hàm số nó cũng được coi là một ánh xạ. Đây chẳng hạn anh ví dụ nhá. Một cái hàm số đơn giản trước thôi. À, trước khi nói về ví dụ thì anh sẽ nói qua về ký hiệu nhé, ký hiệu đi. Đấy, ký hiệu ánh xạ f đi từ tập x vào tập y và nó sẽ biến một cái thằng phần tử x thành một phần tử y nào đó thuộc y như thế này. Thì đây là ký hiệu của một ánh xạ nhá. Ký hiệu này có nghĩa là gì? Với một ánh xạ f đi từ tập x vào tập y sẽ biến một phần tử x nào đó thuộc tập x thành một phần tử y thuộc tập y. Ok chưa? Đây là ký hiệu này. Thì anh sẽ cho vào ví dụ luôn, một cái ví dụ đơn giản trước thôi. F đi từ tập R đến tập R. Và biến đổi thằng x thành một thằng 2x cộng 1. Đó. Thì cái này các em nhiều nhiều đề thi ấy hoặc là hay từ cấp 3 ấy thì các thầy có thể viết lại viết kiểu như này cũng được này. F đi từ R đến R này và Fx bằng 2x cộng 1. Thì đây là một ví dụ về ánh xạ nhá. Đây là ví dụ về một cái hàm số này. Ok chưa? Thì cái này nó hoàn toàn là một ánh xạ nhá. Thì với căn bản là gì? Với mọi x thuộc R đúng không? Với mọi x thuộc R. Thì cái thằng 2x cộng 1 nó cũng sẽ phải thuộc R. Đấy. Cho nên là khi mà mình cái áp dụng cái hàm số này lên cái thằng x này này thì mình sẽ luôn luôn thu được một cái thằng đấy cũng thuộc R và thuộc tập tập đích. Ok chưa? Ở đây tập y của mình cũng chính là tập R luôn. Ngoài ra là gì? Ví dụ anh áp dụng tính F1 nhé. F1 đây em có thể dễ dàng tính ngay nó bằng bằng 3 đúng không? Đấy, F2 nó bằng bằng 5 này, hay là F2,5 này nó bằng bằng 6 đi.
Đó thì với mỗi thằng x thuộc thuộc R này, khi mà các em áp dụng ánh xạ ấy, thì em cũng sẽ chỉ được thu được duy nhất một cái phân tử nào đó thuộc thuộc tập R tương ứng thôi. Ví dụ em áp dụng ánh xạ này với giá trị 1 nhá, thì em cũng sẽ chỉ thu được cái thằng 3 ấy thôi. Em có nghĩa là nó sẽ không thể tồn tại nào đó khác được một. Nó sẽ không thể tồn tại một thằng A nào đó khác một mà các em áp dụng cái ánh xạ ấy lên mà nó cũng thu được giá trị là 3 được. Nói chung thì đa số mọi cái hàm số mà các em được học từ từ cấp 3 đến giờ ấy, các em có thể coi nó là một ánh xạ. Thì ví dụ thứ hai nhé, ví dụ hai là anh cũng đi từ tập F, nó đi từ tập R đến R đi, và nó tập này nó sẽ biến biến x thành thằng y, sao cho là gì, sao cho là y bình bằng x. Cái này nó sẽ thỏa mãn là y bình bằng x. Đó, thì theo các em cái thằng này nó có phải là một ánh xạ không? Anh có cho em phần thứ này. Nào, các em nghĩ cái ví dụ 2 này thì cái thằng F này có phải là một thỏa mãn điều kiện của một ánh xạ không? Comment nhỉ? À đây có bạn Minh Tú đã trả lời là không đây. Ok anh sẽ check vào comment nhé. Ok thì câu trả lời của bạn Minh Tú cũng khá là chính xác ấy. Thì căn bản bây giờ nhá, ví dụ anh lấy một thằng x bằng 4 đi. À, x bằng 4 đi. Thì các em lại suy ra được gì? Tận hai giá trị là y bằng 2 và y bằng trừ 2. Tại vì khi mà các em áp dụng cái quy luật này lên đúng không, là chỉ cần y bình bằng x thôi, cái này rõ ràng hai bình nó cũng bằng 4 này và trừ 2 tất cả bình nó cũng sẽ bằng 4 này. Cho nên là khi mà các em áp dụng cái thằng F4 này lên ấy, thì các em lại thu được tận hai giá trị là 2 với cả trừ 2 cơ. Thì nó đã phạm phải cái điều kiện là xác định duy nhất một phần tử y rồi. Đấy, cho nên là cái thằng này nó sẽ không phải ánh xạ. Ok chưa? Nó cũng khá đơn giản thôi. Đấy thì đấy là một vài ví dụ liên quan đến phần hàm số nhá. Thì ngoài ra ánh xạ ấy nó còn thì cái hàm số này nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ của ánh xạ thôi. Thì cái ánh xạ này ấy, nó còn áp dụng vào rất nhiều những cái phần khác nữa. Ví dụ như là anh cho tập x đi. Tập các năm sinh bách khoa đi. Đấy, ví dụ đi. Đấy, bách khoa, Đấy, tập y là gì? Là tập các ngày trong năm đi. Ok. Thì cái ánh xạ F ấy nó là quy luật gì? Với mỗi thì bây giờ với mỗi x thuộc x nhá. Đấy, thì cái thằng fx này này nó chính là bằng gì? Ngày sinh nhật của x. Nào, thì đây thì em thì cái quy luật f này này nó có phải là một ánh xạ hay không? Các em có thể comment cho anh xem nào. Đây là một cái ví dụ nó mới lạ hơn một chút. Đây, có một bạn bảo không. Các em comment thêm nào. Anh thấy cái ví dụ này khá là thú vị đấy. Ok, một bạn đã trả lời là có. Ok thì anh sẽ ok khá nhiều bạn trả lời là có. Ok thì anh cũng thì đáp án của câu này nó là có nhá. Ok thì mình sẽ xét nó có phải là nó có thỏa mãn hai cái điều kiện ở phần khái niệm hay không là xong. Thì thứ nhất là gì?
đầu tiên cái xác định duy nhất thì còn nó khá đơn giản thôi đúng không? Tại vì mỗi mỗi người nó chỉ có một sinh nhật đúng không? Mỗi người chỉ có một sinh nhật đúng không? Như suy ra thì với mỗi x thuộc x thì fx nó sẽ xác định duy nhất thì tại vì ví dụ thằng x này nó sẽ làm gì có ai có tận 2 ngày sinh nhật đúng không? Cho nên là khi mà các em áp dụng cái ánh xạ này thì các em sẽ chỉ cho duy nhất được một đúng một cái kết quả, đúng một cái kết quả là ngày sinh nhật của thằng x thôi. Đấy, và mỗi người nó chỉ có một sinh nhật mà, ok chưa? Ngoài ra thì ngày sinh nhật của x ấy, nó cũng sẽ phải thuộc tập y. Tại vì sao thì tại vì ngày sinh nhật của ai chả là tập các ngày trong năm đúng không? Đấy, vấn đề là gì thì, ngày sinh nhật của bất kỳ ai đúng không cũng sẽ thuộc các ngày trong năm. Suy ra là fx nó sẽ luôn thuộc tập y, ok chưa? Thế thì một năm nó cũng chỉ có cùng lắm là gì, kể cả năm nhuận thì có 366 ngày đúng không, thì làm gì có ai sinh ngoài được 366 ngày đâu. Đấy, cho nên là nó cũng sẽ thuộc cái nó cũng sẽ thỏa mãn cái điều kiện thứ hai là cái thằng fx này nó cũng sẽ phải thuộc y, ok chưa? Các em đã hiểu câu này chưa nhỉ? Đây nó là ánh xạ nhá. Ok, thì đấy là một vài những cái ví dụ liên quan đến phần ánh xạ, ok chưa? Vậy thì các bạn có hiểu cái định nghĩa cũng như ví dụ của anh đưa ra không nhỉ? Ok, cảm ơn bạn, có bạn Hồng Minh đã hiểu rồi này. Ok thì đấy, thì đấy là phần khái niệm nhá. Cái phần thứ hai mà anh muốn nói trong buổi live hôm nay ấy, đó là cái phần khá là quan trọng của phần ánh xạ. Anh thấy nó cũng khá là thú vị và hầu như đề nào cũng có luôn, đó là cái phần liên quan đến phân loại ánh xạ. Phân loại ánh xạ. Ok thì ánh xạ ấy, nó sẽ có bao gồm 3 loại chính. Loại thứ nhất là loại đơn ánh này. Thứ hai là toàn ánh. Và cuối cùng là song ánh. Ok, cụ thể ba loại này như nào thì định nghĩa đơn ánh nó cũng khá đơn giản thôi. Thì ở đây ví dụ như là anh đang xét với một cái ánh xạ ấy nhá. F đi từ một tập x đến một tập y. Và biến thằng x thành một cái giá trị nào y nào đó nhá. Ok thì cái ánh xạ f này này nó sẽ thỏa mãn những cái điều kiện nào để trở thành đơn ánh, toàn ánh hay là song ánh. Ok thì đầu tiên là về đơn ánh này. Thì cái định nghĩa của đơn ánh nó sẽ được phát biểu như này. Với mọi x1 và x2 thuộc tập x. Và x1 nó khác x2 thì suy ra f(x1) nó cũng phải khác f(x2). Thì định nghĩa đơn ánh nó chỉ đơn giản như này thôi. Thì để các em hiểu hơn thì anh sẽ vẽ một cái biểu đồ để biểu diễn cái đơn ánh cho các bạn hiểu rõ hơn nhé. Ok thì biểu đồ nó đơn giản như này. Đây anh có một cái viền này là thuộc là tập x này, biểu diễn tập x này. Cái viền này nó là biểu diễn tập y này. Ok chưa? Thì đây thì bây giờ anh lấy hai cái phần tử bất kỳ x1, x2 thuộc tập x đó, và sau đó anh áp dụng cái ánh xạ này lên, anh áp dụng cái ánh xạ f này lên, thì khi đó ấy, anh sẽ phải thu được hai thằng y1 đi và hai thằng y2 đi. Hai cái thằng này nó phải phân biệt nhau, nó phải hoàn toàn khác nhau,
ok chưa? Thì và cái này nó phải đúng với mọi x1, x2 nhá. Nghĩa là anh chọn hai cái thằng x1, x2 bất kỳ nào cũng thế, nó cũng phải đưa ra hai cái kết quả khác nhau. Còn ví dụ như là nhá, đây anh ví dụ như là ở cái trường hợp này này, chẳng hạn như thế này đi. Đây chẳng hạn như này đi. X1, x2 đúng không? Nó lại em áp dụng cái quy luật F ấy, lại cho cùng một giá trị y nào đó chẳng hạn. Cùng một giá trị y nào đó chẳng hạn, thì cái này chắc chắn nó sẽ không phải đơn ánh. Các em hiểu không? Như ví dụ anh ví dụ luôn đi, ví dụ anh có một cái thằng hàm số rất khá là quen thuộc là fx bằng x bình đi. Đó, cái thằng này cũng đi từ r đến r nhá. Đây thì các em có thể để ý cho anh là gì đây? Thằng em tính f2 ra nó bằng 4 đúng không? Đấy, f trừ 2 nó cũng bằng 4 đúng không? Thì ở đây thì với hai giá trị khác nhau là 2 với trừ 2 này, nó lại cho ra cùng một cái giá trị là 4. Cho nên cái thằng này nó sẽ không phải đơn ánh. Các em hiểu không? Hay là anh lấy ví dụ như là đây r đi, r đi, fx bằng bằng x mũ 7 chẳng hạn thì cho to. Đấy, thì các em có thể để ý cho anh là gì? Với nếu mà x1 khác x2 đúng không? Đấy, thì suy ra thằng x1 mũ 7 đúng không? Nó phải thằng khác thằng x2 mũ 7. Cho nên là cái này nó sẽ là đơn ánh. Được chưa? Ok, thì đây là ví dụ về phần đơn ánh nhá. Tiếp theo là về phần toàn ánh. Ok. À, toàn ánh nó như kiểu là gì? Là với mọi thằng y thuộc y ấy, thì ta sẽ luôn tìm được một cái thằng x thuộc x nào đó, sao cho là gì? Fx nó bằng y. Nghĩa là toàn ánh nó cũng đơn giản thế này thôi. Anh sẽ lại tiếp tục diễn nha. Đây, chẳng hạn như là anh có một cái tập y, đây là tập x đi, đây là tập y đi. Thì bây giờ anh lấy một thằng y bất kỳ thuộc tập y này. Thì sau một vài lời giải hay lập luận hay là một bước tính toán nào đó đi, anh tìm được một cái thằng x nào đó thuộc tập y, thuộc tập x. Đấy, và nó có một cái ánh sạn đi từ x đến y như thế này. Và anh làm được như thế với mọi thằng y thuộc y, thì chứng tỏ nó sẽ là toàn ánh. Ok chưa? Còn chẳng hạn như là nhá, chẳng hạn như là anh lại có một thằng thằng y thuộc y như này đi. Đây tập y, đây tập x nhá. Đây là y, đây tập x này. Thì sau một vài những cái bước lập luận này, các thứ này, rồi tính toán này kia, anh lại không thể tìm được bất kỳ một thằng x nào. Anh không thể tìm được một bất kỳ thằng x nào sao cho là fx bằng y, thì chứng tỏ nó sẽ không toàn ánh. Ok chưa? Đây chẳng hạn anh lấy một ví dụ như là những cái ví dụ đơn giản thôi. Đi từ r đến r. Fx bằng x mũ 4 chẳng hạn đi. Ok chưa? Thì bây giờ nhá, tập 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 đích của anh là thằng y này đúng không? Thì bây giờ anh chọn một cái giá trị bất kỳ nào đó thuộc y đi. Đây thì ví dụ anh chọn y bằng 1 đúng không? Thì các em có thể dễ dàng nhận ra ngay là x x nó sẽ bằng 1. Tại vì là gì? Là f1 đúng không? Bằng 1 mũ 4 và bằng 1. Ok chưa? Nhưng mà bây giờ nhá, anh lại chọn y bằng trừ 1 chẳng hạn. Đấy, chọn y bằng trừ 1 đi. Thì liệu các em có thể tìm được một cái thằng x nào? Đấy, sao cho là gì? Sao cho x mũ 4 bằng trừ 1 đấy không? Đấy, liệu em có thể tìm được thằng x nào như thế không? Đấy, thì câu trả lời chắc chắn là không nhá. Tại vì không thể tồn tại được một cái số thực nào mà mũ 4 của nó lên, nó lại nhỏ hơn không như là trừ 1 như này được. Cho nên em có thể kết luận thằng này nó sẽ không toàn ánh. X mũ 4 bằng trừ 1 ấy, thì nó nếu mà có nghiệm thì nó sẽ thuộc một cái nghiệm gọi là nghiệm phức như các em học từ cấp 3 ấy. Tuy nhiên thì ở đây anh đang không xét trên tập tập số phức mà anh chỉ đang xét trên tập R thôi. Đấy, cho nên thằng này nó sẽ không toàn ánh. Ok chưa? Hay là anh ví dụ là gì? Một cái ví dụ nữa nhá. Là anh có một thằng fx bằng x mũ 3 thôi. Đúng không?
Thì bây giờ anh lấy với mod u thuộc, với mod u thuộc tập đích là với mod u thuộc r đúng không? Với mod u thuộc r không, thì luôn tồn tại gì, luôn tồn tại một thằng x nó bằng căn bậc 3 của u, sao cho là gì x mũ 3 bằng u đúng không? Nghĩa là gì, với bây giờ em lấy bất kỳ một cái giá trị nào thuộc r cũng được, em luôn lấy được căn bậc 3 của nó, tại vì đây là mũ lẻ mà, mũ lẻ mà, thì âm hay dương các em đều lấy căn bậc được hết. Đấy, nên là em luôn luôn tìm được một cái thằng x bằng căn bậc 3 của u, sao cho x mũ 3 bằng u. Đấy, cho nên cái này nó sẽ là toán ảnh. Ok, xong xong toán ảnh với cả đơn ảnh rồi nhá. Đó. Ok. Thì liệu các em có hiểu cái phần phần định nghĩa về đơn ảnh với toán ảnh không nhỉ? Anh thấy nó cũng khá dễ hiểu. Ok nhá, thì cái định nghĩa cuối cùng là định nghĩa về song ảnh. Định nghĩa song ảnh thì nó đơn giản, nó chính là bằng đơn ảnh cộng toán ảnh. Anh viết như này cho các em dễ hiểu. Đó nghĩa là khi mà các em chứng minh được một cái ánh sắc F, nó là, nó vừa là đơn ảnh, nó vừa là toán ảnh. Ok chưa? Thì em có thể kết luận cái ánh sắc đấy nó là song ánh luôn. Đấy, anh lấy luôn cái ví dụ fx bằng x mũ 3 nhá. Em lấy luôn cái ví dụ là r đi từ r đến r đúng không? Fx bằng x mũ 3. Ok chưa? Thì bây giờ nhá, thì như anh đã set ở ở phía trên rồi đúng không? Thì cái thằng này nó là toán ảnh. Như anh vừa chứng minh ở phía trên nhá, là cái hàm số này nó là toán ảnh này. Anh đã chứng minh cái này đơn ảnh chưa nhỉ? Anh chưa đúng không? Thì chứng minh đơn ánh nó cũng khá là dễ. Ví dụ là gì? Bây giờ với mọi x1 mà khác x2 đúng không? Thì các em có thể suy ra là cái gì? X1 mũ 3 nó sẽ khác x2 mũ 3. Đấy, cái này nó chính là thỏa mãn cái định nghĩa của đơn ánh rồi đấy. Ok chưa? Thì cái ánh sáng này nó vừa toàn ánh vừa đơn ánh này, cho nên là suy ra cái F này nó sẽ là song ánh. Ok chưa? Thì đấy là định nghĩa của đơn ánh, toàn ánh và song ánh nhá. Ok, thì sau khi mà anh nói qua về khái niệm này cũng như là lấy ra cho các em ví dụ này, thì anh sẽ hướng dẫn các em xử lý một cái bài tập liên quan đến việc phân loại ánh sáng. Ok chưa? Thì thường thường trong trong đề bài ấy, thì người ta sẽ cho các em một cái hạt ánh sáng F nào đó, cho ánh sáng F nào đó, và người ta sẽ hỏi xem là cái ánh sáng này có phải là đơn ánh hay không này, có phải là toán ánh hay không, à, có phải là song ánh hay không. Đó, thì mình sẽ xử lý bài toán này như thế nào? Thì bài toán này nhá, thì anh sẽ chia ra được, nói chung là bài này nó sẽ có khá nhiều cách, tuy nhiên ấy, nó sẽ có một cái cách tổng quát mà anh dùng được cho mọi bài luôn. Đấy, thì cái cách đấy nó sẽ như sau. Bước 1, các em sẽ phải set cái phương trình fx bằng u, thôi chưa, với u nó phải thuộc tập tập đích. Đây là anh đang giả sử cái hàm cái thằng ánh sáng F này nó đi từ tập x đến tập y nhá. Đấy, và nó biến một thằng x thuộc một cái, bằng một thằng biến từ một cái thằng x nó bằng một cái thằng y nào đó. Ok chưa? Ok, bước 1 thì các em phải set phương trình fx bằng u này, nghe nó như là thói quen, bài nào anh cũng làm thế luôn. Bước 2 thì anh gọi đây là cái phương trình 1 đi. Thì bước 2 các em sẽ phải đi biện luận cái phương trình 1. Các em biện luận phương trình 1. Thì khi mà các em biện luận phương trình 1 ấy, thì các em hiểu từ biện luận là gì không? Đấy, biện luận là các em phải xét những cái trường hợp của cái thằng u này này và kết luận xem cái thằng fx này nó có số lượng nghiệm là bao nhiêu. Kiểu đấy. Ngày xưa học cấp 3 là có biện luận với cả biện luận và giải đúng không? Biện luận và giải là các em phải vừa biện luận này, vừa phải tìm nghiệm nó luôn.
Còn ở đây là bài này anh chỉ yêu cầu các em là đi biện luận thôi, nghĩa là các em chỉ cần tìm được số nghiệm thôi, ok chưa? Thì nếu nhá, thì nó sẽ có một, nếu nó sẽ có ba trường hợp. Nếu nếu mà nghiệm của phương trình một, số nghiệm của một nó luôn nhỏ hơn bằng một nghiệm, luôn nó luôn nhỏ bằng một, có nghĩa là gì? Cái phương trình này nó sẽ chỉ có một nghiệm hoặc là vô nghiệm thôi, thì em kết luận nó luôn nó là đơn ảnh, ok chưa? Đấy. Thì nếu cái trường hợp hai là nếu mà số nghiệm của một nó lại lớn hơn bằng một thì các em phải suy ra nó là song ánh, à nhầm, toàn ánh nhá, đây là toàn ánh, anh xin lỗi, à, toàn ánh. Ok, còn khi mà còn cái song ánh đúng không, là kết hợp của cả đơn ánh và toàn ánh đúng không, thì số nghiệm mà vừa nhỏ hơn bằng một mà vừa lớn hơn bằng một thì đó là số nghiệm có duy nhất là một thôi. Thì nếu mà số nghiệm của một nó đúng bằng một, ok, thì các em có thể suy ra nó là song ánh. Và số nghiệm đây là số nghiệm với mặt u nhá, ok chưa, với mặt u em phải xét với mặt u đó. Thì đấy là cách mà anh giải một bài liên quan đến việc phân loại ánh xạ, ok. Thì đây anh sẽ lấy ví dụ một bài luôn nhé, một bài anh sẽ đi vào những cái ví dụ đơn giản trước để các em hiểu cái cách làm phần này, rồi sau đó mình sẽ cùng level up lên những cái bài khó hơn, ok chưa? Ví dụ này, anh lại xét những cái hàm số f đi từ r đến r, đây anh lấy luôn một cái hàm là fx bằng x bình đi, đấy đúng không? Ok thì bây giờ anh muốn xác định xem là thằng f này nó có phải là đơn ánh, toàn ánh hay là song ánh hay không. Thì thực ra cái này là anh đã xác định ở trên nó là đơn ánh, à nó không phải đơn ánh rồi. Thì ở đây thì anh sẽ áp dụng cái cách này để nó tương minh hơn nhá. Cái bước 1 đúng không? Bước 1 set fx bằng u, với u thuộc R. Thì cái này sẽ tương đương với cả là gì? X bình bằng u. Hãy sau bước 1. Đấy, thì để mà thuận tiện cho việc trình bày thì các em cứ đặt đây là một đi. Ok, thì bây giờ các em đến phần tiếp theo đó, các em phải đi biện luận nghiệm của cái phương trình x bình bằng u này này. Ok chưa? Thì ở đây thì đi biện luận ấy thì thực chất là các em phải chia trường hợp của u ra thôi. Thì ở đây anh chia luôn là anh xét luôn là với u nhỏ hơn không. Với u nhỏ hơn không đúng không? Thì một nó sẽ tương đương là x bình bằng u. Cái này nó sẽ vô nghiệm. Anh sẽ chỉnh lại đi. Nếu mà u nhỏ hơn không thì cái tương đương cái phương trình x bình bằng u nó phải vô, nó sẽ vô nghiệm. À, tại vì sao nhỉ? Tại vì là gì? Vì cái thằng x bình này này nó luôn lớn hơn bằng không, và mà trong khi u nhỏ hơn không, ok chưa? Vậy suy ra là gì? F không toàn ánh. Vậy tại sao lại kết luận f không toàn ánh ấy? Thì để mà f toàn ánh đúng không? Thì cái phương trình này nó phải luôn có lớn hơn bằng một nghiệm, luôn lớn hơn bằng một nghiệm. Mà ở đây với u nhỏ hơn không thì thằng này là vô nghiệm rồi, vô là không đúng không, không thì nó chắc chắn sẽ không thể lớn hơn bằng một thôi, cho nên nó f nó sẽ không toàn ánh, ok chưa? Cái thứ hai là gì, với u lớn hơn không đấy, thì x bình bằng u đúng không, nó sẽ tương đương với cả gì, x nó sẽ bằng căn u, căn u hoặc là x nó bằng trừ căn u. Đây chẳng hạn như là ví dụ như là anh lấy x bằng 4 đúng không, thì như vừa nãy anh lấy x bằng 4 thì em sẽ ra được hai nghiệm là 2 với cả trừ 2 đúng không. Đấy, thì với mọi u lớn hơn không nhé thì các em sẽ luôn tìm được hai nghiệm của nó là căn u và trừ căn u. Đấy, suy ra luôn có hai nghiệm, có hai nghiệm. Mà có hai nghiệm thì nó đã vi phạm cái quy luật là đơn ánh rồi, tại vì để mà đơn ánh ấy thì nó phải luôn luôn có nhỏ hơn bằng một nghiệm thôi, ok chưa? Đấy, cho nên nó sẽ ở đây nó sẽ không không đơn ánh,
Ok, thì các em đã chứng minh được nó không toàn ánh, không đơn ánh rồi. Thì việc chứng minh song ánh giờ nó vô nghĩa, tại vì các em có thể kết luận luôn nó là không song ánh. Tại vì gì? Để mà song ánh đúng không? Thì nó phải vừa toàn ánh, vừa đơn ánh. Tuy nhiên ở đây các em đã chứng minh được nó không toàn ánh và không đơn ánh rồi. Thì các em để dễ làm thì các em cứ đặt đây là 2, đây là 3 đi. Đúng không? Từ 2 và 3. Em có thể suy ra là gì? F không song ánh. Ok, đăng. Ok. Đấy, thì anh sẽ lấy thêm một cái ví dụ nhé. Thì thực ra ấy, cái việc mà các em chứng minh không toàn ánh, không đơn ánh, nó có khá nhiều cách. Thì ở đây anh có một cái tip này khá là hay. Ví dụ bạn nào mà làm trong đề thi ấy, thì nếu mà các bạn áp dụng được cái này thì nó sẽ trình bày nó nhanh hơn, đỡ dài dòng. Đó là gì, là kiểu khi mà các em làm một cái bài tập ánh xạ đủ đủ lâu rồi ấy. Đấy. Em làm một cái bài tập ánh xạ đủ lâu ấy, thì các em kiểu nhìn nhìn vào cái ánh xạ đấy, các em biết ngay là nó đơn ánh ấy, hay không, hay toàn ánh hay không. Ok chưa? Kiểu như kiểu anh chơi game đúng không? Đấy. Anh chơi nhiều một con tướng chẳng hạn. Đấy, thì anh sẽ biết khi nào vào combat mà không mất máu, kiểu kiểu như thế. Thì khi mà các em học ánh xạ này đến một cái mức nào đó ấy, các em sẽ kiểu nhìn vào cái hàm này, biết ngay nó không, nó toàn ánh hay đơn ánh hay không. Thì khi mà các em xác định được nó đơn ánh hay toàn ánh hay không ấy, thì các em có thể thay vì các em xét từng trường hợp của U nhá, thì các em chọn luôn hẳn U cụ thể. Đấy, cụ thể như nào ở đây anh cứ gọi đây là cách 2 đi. Cách 2. Đó. Khi mà bạn nào làm lâu có cảm giác rồi thì có thể dùng cách này. Thì ở đây anh nhìn kiểu anh làm lâu đúng không? Anh nhìn phát biết ngay thằng này nó không toàn ánh. Biết ngay thằng này nó không đơn ánh. Đây thì ví dụ như thay vì anh xét với u nhỏ hơn không, thì anh lấy luôn một giá trị cụ thể với u bằng trừ 1 đi, anh chọn luôn bằng trừ 1, thì khi đó thì một nó sẽ tương đương là gì, x bình bằng trừ 1. Đó, cái này nó sẽ vô lý ngay. Thì suy ra là gì, f với u bằng trừ 1 thì phương trình 1 nó sẽ vô nghiệm. Vậy suy ra nó không, suy ra F không toàn ánh luôn. Đó, ok chưa? Thì để mà nó toàn ánh ấy là nó phải có lớn hơn bằng nghiệm bằng một nghiệm với mọi giá trị của U, với mọi giá trị của U thuộc R, à, thuộc 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 tập đích. Nhưng mà ở đây anh lại chỉ ra được một cái trường hợp nào đó mà nó lại vô nghiệm, nghĩa là nó nhỏ hơn bằng một kiệm, thì em có thể kết luận luôn nó không toàn ánh. Ok, thay vì xét hẳn một cái ví dụ, một cái trường hợp này đúng không, thì em chỉ hẳn ra một cái giá trị cụ thể của u ra. Ok chưa? Anh có thể áp dụng tương tự để chứng minh nó không 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 đơn ánh, thì chẳng hạn với u bằng 4 đi, thì khi đó một nó sẽ tương đương với cả gì, x bình bằng 4 đúng không, x bình bằng 4 thì lại có là gì, x bằng 2 và x bằng trừ 2. Vậy suy ra thì với u bằng 4 thì phương trình 1 nó sẽ có hai nghiệm. Chia nó sẽ không không đơn ánh luôn. Đó, ok chưa? Đấy. Xong nhá. Thì từ không toàn ánh từ không đơn ánh này lại em có thể đánh số 2 3 ở đây, xong lại kết luận nó không xong ánh như anh làm ở trên ở đây rồi. Thì đấy là khi mà các em có cái cảm giác đấy nhá, thì thường thường cái việc mà chọn một cái giá trị cụ thể nào đấy nó sẽ được dùng để phục vụ cái việc mà các em chứng minh nó không toàn ánh hay không đơn ánh, hiểu không? Còn ví dụ như mà các em nhìn thấy hàm đấy mà các em thấy nó toàn ánh hay đơn ánh rồi, thì các em phải nghĩ đến trường hợp khác, đúng không? Thì đa số mà những cái hàm mà anh nhìn một phát anh biết luôn nó toàn ánh hay đơn ánh ấy, thì anh cứ lấy luôn một giá trị cụ thể anh áp vào. Đấy, nghe xong bài. Đấy, anh ví dụ thêm nhé, ví dụ B đi, anh có hàm nó đi từ R đến R chẳng hạn, fx bằng e mũ x đi. Nào thì các em có thể comment cho anh xem cái này nó có phải song ánh đơn ánh hay toàn ánh hay không đi.
À, đầu tiên nó có phải đơn ánh hay không nhỉ? Nào các em comment nào. Dùng bảng biến thiên tổng quát đúng không anh? Ừ, các em có thể dùng bảng biến thiên, nhưng mà thực chất khi mà các em dùng bảng biến thiên ấy thì nó cũng chỉ phục vụ cho việc biện luận nghiệm thôi, hiểu không? Cho nên là đấy, nói chung là các em có thể sử dụng bất kỳ cách nào cũng được, miễn là các em kết luận ra được số nghiệm, đúng chưa? Các bạn cứ thấy thoải mái, cứ dùng cách nào mình thấy thoải mái nhất hơn thôi, không đơn ánh. Bạn nào comment là không đơn ánh nào, các em thử comment xem cái này phải đơn ánh hay nào. Ok, anh cũng sẽ xử lý luôn nhá. Ok, thì đơn ánh có một bạn bảo không đơn ánh, thì thử toàn ánh xem cái thằng này nó có toàn ánh không. Các em thử comment xem cái thằng này nó có toàn ánh hay không nào. Đây, có một bạn bảo đơn ánh. Đấy, bắt đầu có sự đối lập. Em cứ thoải mái comment đi, anh sẽ theo anh cách nào nhanh nhất. Cách nhanh nhất là ví dụ nếu mà các em chứng minh nhìn mà biết luôn nó không đơn ánh hay là không toàn ánh ấy, thì cái cách chọn ví dụ cụ thể nó anh thấy nó là cách nhanh nhất rồi, hiểu không? Còn ví dụ tùy bài thì anh sẽ dùng bảng biến thiên, thì nói chung là còn khá nhiều ví dụ, các em cứ cứ bình tĩnh. Ok, thì các em nó có toàn ánh hay không? Mấy comment nhỉ? Đơn ánh này, khá nhiều bạn bảo đơn ánh ấy. Thì ok nhá, thì ok anh sẽ giải giải bằng cái cách tổng quát trước, rồi sau đó cách dùng trích này nhanh sau. Bước 1 nó vẫn set, bài nào cũng thế, set fx bằng u, cho u thuộc r. Này tương đương với cả gì? Mx bằng u. Anh đặt ngay đây là cái một cho nó dễ dễ lập luận nhá. Đây là phương trình 1 này. Thì ok, cái cách một là anh sẽ đi biện luận nghiệm đúng không? Biện luận nghiệm thì lý cho anh là gì? Với anh xét luôn là với u mà nhỏ hơn không, với u mà nhỏ hơn không, thì với u mà nhỏ hơn không nhá, thì cái phương trình một ấy, thì mx bằng u ấy nó sẽ như thế nào? Vô nghiệm. Lý do khá là đơn giản, tại vì hàm mx nó luôn luôn dương, trong khi thằng u này nó nhỏ hơn không. Đấy, các em cũng sẽ xét nó nhỏ hơn bằng không luôn, ok chưa? Thì suy ra là gì? Suy ra f nó sẽ không thể toàn ánh được. Ok, còn về ví dụ phần đơn ánh nhá, thì đây là anh đang xét với u nhỏ hơn bằng không này, thì anh xét nốt với u lớn hơn không. Thì suy ra là gì? E mũ x bằng u ấy sẽ tương đương với cả gì? X bằng len u. Đúng không? U lớn hơn không mà. U lớn hơn không thì E mũ x bằng u, em có thể giải ra được x nó bằng len u. Thì ở đây là gì? Suy ra là gì? Với u lớn hơn không thì phương trình 1 có duy nhất một nghiệm. X bằng len u. Ok, thì ở đây là anh xét với u nhỏ bằng không thì nó vô nghiệm này, với u lớn hơn không thì nó chỉ cho một nghiệm. Thì anh lại đánh đây là 2, đây là 3 nhé. Thì ở đây từ 2 và 3, từ 2 và 3 thì các em có thể suy ra nó đơn ánh hay không? F nó sẽ đơn ánh. Tại vì sao nhỉ? Anh đang nói ở trên rồi gì? F nó đơn ánh ấy. F nó đơn ánh khi mà cái số nghiệm nhỏ bằng 1. Thì ở đây anh xét với u nhỏ bằng không thì nó mà có không nghiệm này, với u lớn không thì nó lại có một nghiệm. Vậy xưa nó đã thỏa mãn cái điều kiện để nó là f là đơn ánh rồi, cho nên em kết luận f là đơn ánh thôi, ok chưa? Tiếp theo là xong, khi mà các em xét xong toàn ánh với đơn ánh rồi ấy, thì mọi việc nó khá là dễ đối với song ánh. Thì ở đây các em đã chỉ ra được f là không toàn ánh rồi, từ 2 suy ra f nó sẽ không song ánh.
khá đơn giản đúng không? Thì đây là một cái cách mà gọi là cách tổng quát nhá. Thì tuy nhiên nhá, anh sẽ giới thiệu thêm một cách nữa. Cách này là đây thì ví dụ như anh làm lâu và anh nhìn anh phát anh biết ngay thằng này nó sẽ không tuần hành. Tại vì anh nhìn ra ngay được luôn được cái trường hợp u nhỏ bằng không rồi này. Anh nhìn ra ngay được cái trường hợp u nhỏ bằng không thì chắc chắn nó sẽ vô nghĩa. Thì đến đây thì em có thể chọn ngay một ví dụ cụ thể luôn. Chẳng hạn là với u bằng trừ 1. Thì phương trình 1 nó sẽ tương đương với gì? E mũ x bằng trừ 1. Chuẩn không? Thì các em nhận ra ngay cái thằng này nó sẽ vô lý, vô nghĩa. Đấy, thì các em cứ luận luôn là f nó không tuần ánh. Thì nói chung cứ không tuần ánh hay không đơn ánh ấy, là bạn nào nhìn nhanh ấy thì cứ chọn hẳn một ví dụ cụ thể cho anh là nhanh nhất. Anh cũng làm cái này thôi. Còn ngoài ra ấy, thì có một cách nữa để các em chứng minh đơn ánh cũng khá là nhanh, đó là các em dùng hẳn cái định nghĩa, hiểu không? Nhưng định nghĩa là gì? Với x1 mà khác x2 thì f(x1) cũng phải khác f(x2) đúng không? Thì các em chẳng hạn là gì? Các em là gì? Với mỏ có với x1 khác x2 đúng không? Thì suy ra là gì? E mũ x1 cũng phải khác e mũ x2. Thì suy ra là gì? Fx1 nó cũng sẽ phải khác fx2. Vậy suy ra là gì? Nó là f là đơn ánh luôn. Đấy, cách một cách nữa khá nhanh là các em có thể dùng ngay cái định nghĩa này nhá. Thì thường thường cái việc mà dùng định nghĩa để mà chứng minh cái hàm này nó có phải đơn ánh hay không, thường thường nó sẽ dùng cho những cái hàm nó kiểu khá là đơn giản thôi. Vậy thì thường thường thì những cái bài hàm đơn giản ấy thì các em sẽ nhìn ra ngay được nó có phải đơn ánh hay là toàn ánh hay không. Còn những cái bài phức tạp hơn ấy thì các em cứ áp dụng thẳng cái cách làm tổng quát ấy, là xét phương trình xong đi đếm số nghiệm là xong. Không phải tập không thuộc R. Ok. Đây thì không phải tập không thuộc R thì các em thử tập R bình nhé. Ok chưa? Tập R bình. Để ví dụ đi. Tập R bình. À, thì anh thử lấy ngay một câu trong đề nhé. Xem nào. À, đây, anh có để đề sẵn đây. Xem có thằng nào. Đây, ngay câu này nhá. Anh lấy luôn câu 3 này nhá. Ok là cho anh sạc F đi từ R bình đến R bình. F đi từ R bình cho đến R bình. Fxy nó bằng gì đây? X cộng y mũ 6 trừ x cộng y mũ 3. Ok chưa? Ok, thì người ta hỏi là ánh xạ trên có đơn ánh hay toàn ánh hay không? F có đơn ánh không hay là có toàn ánh hay không? Ok thì đây ví dụ như câu này thì khả năng cao là anh nhìn phát anh đây, ví dụ câu này là có là những cái thằng có hai thằng x và y nó vào giữa rồi, thì cái việc mà anh nhìn phát anh xác định luôn nó có phải đơn ánh hay toàn ánh hay không nó khá là khoai. Cho nên là với những cái bài mà các em nhìn không ra luôn được ấy thì các em cứ dùng ngay cách làm tổng quát anh giới thiệu lúc đầu, là em đi set cái phương trình set fxy bằng 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 cái u, thì cái u đấy nó phải thuộc r bình nhá, thì anh gọi luôn là uv đi. Đấy, với u thuộc r và v thuộc r. Các em yên tâm là cái những cái bài ánh xạo mà thầy cô giao cho ấy thì nó cũng chỉ loanh quanh những cái tập r r bình các thứ thôi. Có những cái bài mà ví dụ như là cái trường số phức ấy thì thường thường nó sẽ là những cái bài tập liên quan đến phần ảnh và nghịch ảnh thì anh sẽ nói sau. Vậy chưa? Có những cái bài liên quan đến phần phân loại này. Thường thường nó chỉ quanh những cái tập r hay r bình hay r mũ 3 đến thế là cùng thôi. Ok thì cái này nó sẽ tương đương với cả gì? À, x cộng y mũ 3 trừ x cộng y mũ 6 bằng uv. Đó, này sẽ tương đương với cái gì?
nó sẽ tha ra thành một cái hệ phương trình x cộng y mũ 3 phải bằng thằng u, và trừ x cộng y mũ 6 nó phải bằng thằng v. Thế thì để mà làm những cái câu kiểu này nhá, thì các em cũng phải có một chút kinh nghiệm xử lý hệ phương trình nữa. Nói chung là việc xử lý hệ một cái hệ phương trình hay ẩn này nó không phải quá khó đâu. Thì các em, thứ nhất là các em có thể cộng trừ thoải mái các vế cho nhau này. Thứ hai là em có thể rút thằng này thay vào thằng kia. Đấy, thì đấy là một số những cái bước mà mình có thể thực hiện khi mà xử lý hệ phương trình. Thì ở đây nhá, anh sẽ thực hiện là lấy hai thằng này cộng về đối về với nhau. Ok chưa? Thì cái này từ đây anh sẽ suy ra gì? Anh cộng về đối về anh suy ra gì? Y mũ 6 cộng y mũ 3 nó phải bằng là u cộng v. Người ra cái này tương đương cũng được. Rồi, anh cứ suy ra. Ok chưa? Thì bây giờ anh đặt y mũ 3 bằng t đi. Thì suy ra là gì? Y mũ 6 cộng y mũ 3 bằng u cộng v. Bây giờ nó sẽ trở thành là gì? Sẽ trở thành là gì? T bình cộng t trừ u trừ v bằng 0. Ok chưa? Thì bây giờ các em bây giờ anh sẽ lập luận như này nhá. Đây anh lập luận này. Với mỗi t thuộc R đúng không? Thì ta luôn tìm được y bằng căn bậc 3 của t đúng không? Và x bằng u trừ y mũ 3 và bằng u trừ t chẳng hạn. Thì nói chung là em có thể thay vào, ví dụ là cái x này có thể bằng là u u trừ y mũ 3 nhé, thì có thể bằng u trừ y mũ 3 hoặc là bằng là y mũ 6 trừ v đúng không? Thì hai cái này nó là một đấy, tại vì là gì, hai cái này nó là một tại vì cái này nó sẽ tương đương với cả gì, u trừ y mũ 3 nó sẽ bằng y mũ 6 trừ v thôi, tại vì cái này nó sẽ rút ra từ chính cái này thôi. Em có thể tương đương là gì, u trừ y mũ 3 bằng y mũ 6 trừ v này. Cho nên ở đây là đến đây thì các em cứ thay vào cái vế 1 hay vế 2 đều được nhé. Thì nghĩa là gì? Với mỗi t thuộc R thì ta sẽ luôn tìm được một cặp xi duy nhất nào đó. Đúng không? Cái sẽ suy ra là gì? Với mỗi t thuộc R ta luôn tìm được một cặp xi thỏa mãn. Đây, anh gọi đây là một đi, thỏa mãn một. Đúng không? Vậy suy ra là gì? Nếu mà anh giải ra được bao nhiêu t thì anh sẽ được bấy nhiêu cặp y thỏa mãn. Cái điều đó tương đương là gì? Anh sẽ đi giải phương trình hai này đúng không? Thì suy ra là gì? Số nghiệm của phương trình hai. Số nghiệm với phương trình hai. Đấy. Nó sẽ bằng số nghiệm của một. Ok, vậy thì thay vì bây giờ ta đã chuyển đổi được một cái bài, thay vì xét biện luận số nghiệm của cái hệ này đúng không, thì bây giờ ta chỉ cần đi xét số nghiệm của cái phương trình hai này thôi, biện luận nghiệm của cái phương trình hai này thôi. Ok chưa? Thì đoạn này có vẻ như là ok nhá. Thì bây giờ anh sẽ đi xét biện luận số nghiệm của phương trình hai này. Đấy, là xong bài. Thì các em để ý cái phương trình hai nó là một cái phương trình bậc hai đúng không? Bậc hai, tập thức bậc hai. Thì nói về tập thức bậc hai thì cái việc biện luận này thì ta sẽ thường đi liền với việc xét delta. Ta có đúng không? Xét t bình cộng t trừ u trừ v bằng không đúng không? Thì xét delta nó sẽ bằng là gì? B bình trừ 4ac. B ở đây là một, là một bình là một này, trừ đi 4 lần ac. A ở đây bằng 1, c ở đây là trừ u trừ v, nên là trừ 4ac nó sẽ thành là cộng với cả 4 lần u cộng v. Thì nó bằng là 1 cộng 4u cộng 4v đúng không? Ok chưa? Thì
Thì bây giờ delta nếu mà nó nhỏ hơn không thì nó sẽ vô nghĩa, và nếu mà nó lớn hơn không thì nó sẽ là có hai nghiệm, đúng không? Thì anh sẽ nếu nhá, với đi với chẳng hạn như là với u cộng v nhỏ hơn trừ 1 phần 4 chẳng hạn, ngày tương đương với cả gì, delta bằng 1 cộng 4 u cộng 4 v, nó sẽ nhỏ hơn không, thì phương trình nó, phương trình hai nó vô nghiệm, phương trình hai vô nghiệm. Và phương trình hai vô nghiệm ấy thì anh đã lập luận ở trên rồi, là số nghiệm của phương trình hai nó sẽ bằng số nghiệm của hệ phương trình một, cho nên là gì, cái hệ phương trình một nó vô nghiệm đó. Mà vô nghiệm thì suy ra là gì, không tuần ánh. Ok chưa? Thì bây giờ với u cộng v lớn hơn trừ 1 phần 4 thì tương đương với là gì? Delta bằng 1 cộng 4 u cộng 4 v, nó nhỏ, nó lớn hơn không đúng không? Lớn không cho phương trình 2 nó có hai nghiệm. Có hai nghiệm. Đấy, suy ra là gì? Hệ phương trình 1 nó sẽ có hai nghiệm. Vậy suy ra là thằng F nó không đơn ánh. Đấy, đây là xong rồi. Đấy, đây là hai, anh đặt trên là 2 1 2 không, hay là đây 3 4 đi, 3 4 đi. Đấy, từ 3 và 4 suy ra là gì, F không xong ảnh. Ok thì bài này đấy, thì làm xong bài này là các em cũng đã được một điểm trong đề rồi đấy, cũng không quá khó đâu. Đấy, các em cứ làm quen, dần thì sẽ ok rồi. Hay làm thêm một bài nữa thuộc đề nhé. Ok thì anh sẽ lấy thêm một câu nữa trong đề nhé. Nào. Buổi làm hôm nay thì anh sẽ xoáy vào cái phần này, là chỉ tại phần này nó khá là quan trọng. Ok chưa? Xem có câu nào không? Ok, thử câu 2 này nhá. Đấy, câu 2 là nó đi từ R đến R bình. Đây, một ví dụ nữa đi. F đi từ R đến R bình. Fx bằng gì? Fx bằng x bình trừ 4, x cube 3 cộng 1. Người ta hỏi f có đơn ánh không? Ok. Nào, các bạn thử comment nào. Áp dụng những cái kỹ năng mà mình dạy ở phía trên ấy. Nói chung là những cái kỹ năng mình cũng đã giới thiệu qua rồi. Thì là việc chứng minh không song ánh này, à nhầm, việc chứng minh không toàn ánh hay là không đơn ánh, các bạn có thể sử dụng một cái trò là xét một cái thằng trường hợp cụ thể. Đấy. Việc chứng minh nó đơn ánh thì các em có hai cách. Đó, một là gì, một là các em sử dụng ngay định nghĩa luôn, hai là các em sử dụng cái cách tổng quát đấy, xét fx bằng u và chứng minh nó luôn nhỏ bằng một nghiệm, được chưa? Thì đấy là cái cách mà chứng minh nó đơn ánh. Còn cái chứng minh mà nó toàn ánh ấy thì anh chỉ dùng một cách thôi, là chứng minh fx bằng u nó luôn có nghiệm, luôn lớn bằng một nghiệm. Đấy, thì đấy là những cái đấy là những đấy là cái cách mà anh thường sử dụng để giải những cái dạng bài liên quan đến phân loại như này. Thế thì các em có thể áp dụng một trong những cách đấy, áp dụng ngay vào bài này. Đấy chưa? Thì bài này anh thấy, tức là nếu mà dùng trong mấy cái cách của anh ấy thì sẽ có cách dài cách ngắn đấy. Thì liệu các em thử nghĩ xem bài này làm cách nào nhanh nhất, nào, liệu nó có phải đơn ánh hay không? Comment nha. Tại sao 3 không đơn ánh? Là sao nhỉ? Câu nào nhỉ?
Ba không đơn ánh là đoạn nào em? Đấy anh đã nói rồi mà, anh đã nói rồi mà. Để mà nó đơn ánh ấy thì nó phải luôn có nhỏ hơn bằng một nghiệm đúng không? Mà anh lại tìm được một cái trường hợp nó lại có hai nghiệm. Hai nó có nhỏ hơn bằng một đâu mà đơn ánh. Đấy, ok chưa? Nếu mà em chỉ ra được một cái trường hợp mà nó có hai nghiệm trở lên, từ hai nghiệm trở lên thì em có thể kết luận luôn F không đơn ánh. Nói chung là việc trình bày phần này ấy, thì các em cứ anh nghĩ là trình bày như anh là cũng khá là ổn rồi. Tại vì là anh thì anh đi thi trên trường ấy thì anh trình bày ví dụ anh thi giải tích 2 chẳng hạn, anh thi cũng anh trình bày cũng như như này thôi thì các thầy cô cũng cho full điểm. Nói chung là các thầy cô cũng nhiều thầy cũng chỉ quan tâm đến đầu vào với đầu ra, input output thôi. Tuy nhiên thì mấy bài kiểu này cố gắng trình bày nó mạch lạc ấy chứ không cần phải kỹ quá đâu. Tại vì các thầy cô cũng chấm hiểu được mà. Nhưng mà cũng không được sơ sài quá nhé. Đây không phải hàm nhiều biến em nhé. Đây nó không phải hàm nhiều biến. Bạn Nguyễn Phụng là comment là chọn một giá trị. Thì chọn một giá trị để xem nó có đơn ánh hay không à? Nghĩa là anh thì cái cách chọn một giá trị đúng không, là cái cách để chứng minh nó không đơn ánh. Đấy, thì nghĩa là ý của em Phụng là bài này nó không đơn ánh đúng đấy, nói chung là cái cách chọn một giá trị là cái cách để nó chứng minh nó không đơn ánh hay là không toàn ánh nhá. Đấy, còn thực chất bài này anh giải thì nó chỉ có vài dòng thôi. Bài này anh kết luận nó là đơn ánh nhá. Các em biết tại sao không? Đấy thì ví dụ một cái cặp x1 x2 ấy, một cái cặp x1 y1 và một cái cặp x2 y2 mà nó bằng nhau nhá. Thì nó phải suy ra gì? X1 bằng x2. Và y1 nó bằng y2. Đấy, thì đấy là việc hai cặp này nó bằng nhau thì từng phần tử của nó sẽ bằng nhau đôi một luôn. Như thế này. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên nếu mà anh ấy có x1 bằng x2 đúng không? Và y1 khác y2 chẳng hạn đấy, thì thằng x1 y1 của anh nó sẽ khác thằng x2 y2. Ok chưa? Thì ở đây nhá, bạn nào mà tinh ý ấy, bạn nào mà tinh ý nhá thì thấy ngay luôn là gì? Với mọi đúng không? X1 khác x2 và x1 thuộc R đúng không? X2 thuộc R thì suy ra là gì? X1 mũ 3 nó phải khác X2 mũ 3 đúng không? X1 khác X2 thì kiểu gì X1 mũ 3 cũng phải khác X2 mũ 3. Thì lại suy ra tiếp là X1 mũ 3 cộng 1 cũng phải khác X2 mũ 3 cộng 1. Đó. Vậy suy ra là gì luôn? Có một cặp bằng này bằng nhau rồi thì suy ra là gì? X1 bình trừ 4 và X1 mũ 3 cộng 1 nó cũng sẽ khác x2 bình trừ 4 và x2 mũ 3 cộng 1. Chỉ cần một cặp này khác nhau thôi nhá là nó sẽ khiến cho cả cái này của em khác nhau luôn. Còn để mà nó bằng nhau ấy thì thằng x1 bình trừ 4 phải bằng x2 bình trừ 4 và x1 mũ 3 cộng 1 phải bằng x2 mũ 3 cộng 1. Ok chưa? Đấy thì x1 bình trừ 4 và x1 mũ 3 cộng 1 nó chính là gì? Chính là fx1. X2 bình trừ 4 và x2 mũ 3 cộng 1 ấy nó là gì? Hay là fx2. Đó, thì suy ra nó sẽ phải đưa này. Ok chưa? Đó thì đấy là cái cách mà làm bài này nhá. Ok. Thì anh nhấn mạnh lại nhá, cái cách mà chọn một giá trị ấy chỉ anh thường dùng cho việc chứng minh nó không đơn ánh hay không toàn ánh ấy thôi. Còn việc chứng minh đơn ánh thì anh hay dùng định nghĩa hoặc là dùng cách tổng quát mà anh giới thiệu ấy. Ok chưa? Thêm một bài nữa nhá. Bài này cũng khá là thú vị này. Ok, bài này khá là khó ấy. Thì bài này ngoài cái việc chứng minh là nó có đơn ánh hay song ánh hay toàn ánh hay không nhá, thì bài này nó cũng giúp sẽ giúp anh chia sẻ cho các em một mẹo để xử lý cái hệ phương trình. Trông như thế này. X mũ 5 cộng 7 x
em mũ y và y trừ x mũ 4. Nói chung là bài này khá là khoai. Thì người ta bảo là chứng minh f sau ngoáy. Ok, việc chứng minh xong anh đưa đánh đoạn ánh nhá. Thì ok, đoạn đầu thì như một thói quen thôi, anh luôn set, anh luôn set fxy bằng cặp uv sao cho là gì, u thuộc r và v cũng sẽ thuộc r. Cái thói quen này anh luôn luôn làm nhá, kể cả mọi bài luôn, mọi bài liên quan đến phần phân loại ánh xạ này luôn. Này tương đương là gì, x mũ 5 cộng 7 x e mũ y và y trừ x mũ 4 nó sẽ bằng uv. Ok chưa, lại một bài nữa mà các em lại phải xử lý hệ phương trình đúng không. Thì việc xử lý hệ phương trình ấy thì anh hay xử lý kiểu nhá, một là cộng trừ nhân chia, cộng trừ nhân chia hai vế, các vế với nhau. Ví dụ như là nói chung là cái việc cộng trừ nhân chia ấy, nó sẽ chỉ anh sẽ chỉ dùng khi mà các em cộng trừ hay nhân chia thường nó anh sẽ cộng hoặc cộng trừ ấy nhá, không phải nhân chia. Cộng cái việc mà cộng trừ các vế với nhau ấy thì anh sẽ chỉ dùng khi mà nó giúp anh kiểu loại bỏ một cái nghiệm nào đó, một cái phần nào đó của hệ phương trình ấy. Chẳng hạn như cái bài ở trên đúng không? Đấy, cái việc cộng hai vế với nhau nó giúp anh loại bỏ thằng x này. Đấy, cho nên anh làm. Tuy nhiên ở bài này ấy, thì cái việc cộng trừ anh thấy nó kiểu khá khó. Anh không thể cộng nhân lên hay cộng trừ thế nào để nó mất đi thằng x hay mất đi thằng y được. Thì có một cách nữa mà anh hay dùng để xử lý những cái hệ phương trình ấy là anh sẽ rút y theo x từ một cái vế nào đó và anh thay vào vế còn lại. À, ok chưa? Thì chẳng hạn nhá, chẳng hạn như là ở đây anh này thấy thì anh thấy anh muốn y trừ x mũ 4 thôi, thì anh có thể rút ra luôn y bằng v cộng x mũ 4. Y bằng v cộng x mũ 4. Sau đó anh lại thay vào phương trình 1. Thì khi đó để anh gọi là 1 2 đi. Thay y bằng v cộng x mũ 4 vào 1. Ta sẽ được là gì? X mũ 5 cộng 7x e của v cộng x mũ 4 bằng u. Ok chưa? Thì bây giờ nhá, anh đã chuyển về cái một này thành một cái thằng phương trình chỉ có mỗi x. Thì bây giờ nhá, anh sẽ biện luận x theo u và v. Nghĩa là gì? Với mỗi cặp u và v này anh sẽ thu được bao nhiêu x? Thì với mỗi x thì anh lại tìm được một thằng y đúng không? Nghĩa là gì? Với mỗi cặp u v anh sẽ đi biện luận xem là có bao nhiêu cặp x y thỏa mãn. Ok chưa? Này khá khó ấy. U mũ 4 V mũ 5 á. Cái đấy anh chưa thử. Em có thể về, em có thể từ bài này em về thử xem. Nhưng mà anh nghĩ chắc là được rồi. Ok thì anh sẽ xét nhá. Xét một cái hàm gx x mũ 5 cộng 7x nhân e của v cộng x mũ 4. Đây thì anh sẽ biện luận cái hàm này. Bây giờ anh sẽ đi lập bảng biến thiên. Ok chưa? Anh sẽ đi lập bảng biến thiên của cái hàm này. Thì việc lập bảng biến thiên ấy thì việc đầu tiên các em làm khi mà xét bảng biến thiên là phải xét đạo hàm gx bằng 5x mũ 4 cộng 7e của v cộng x mũ 4 đúng không? Đạo hàm thì anh không dạy lại đâu nhá. 4x mũ 3 này nhân 7x e của v cộng x mũ 4 này. Đạo hàm 5x mũ 4 này cộng 7e của v cộng x mũ 4 này cộng với cả đây là 28x mũ 4 e của v cộng x mũ 4. Ok chưa? Thì để ý cho anh ở đây gì? Cái này x mũ 4 lớn không này, lớn bằng không này, cái này lớn hẳn không này, cái này lớn bằng không này. Thì suy ra gì? G phải x lớn hơn không với mọi x thuộc R. Chứng tỏ hàm này nó là hàm gì? Nó phải là hàm đồng biến. Không, hàm đồng biến. Thì nghĩa là nó không có cực trị đúng không? Cực trị thì cái bảng biến thiên trông như thế này. Đấy. Thằng này nó sẽ chạy từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Và đây là một thằng f nào đó, fx nào đó.
Thì bây giờ em phải, bây giờ để mà hoàn thành tốt cái bảng biến thiên này nhá, thì các em phải xét xem là tại trừ vô cùng cái thằng gx này bằng bao nhiêu, và tại cộng vô cùng thì thằng gx này bằng bao nhiêu. Thế thì cái này nó sẽ áp dụng một chút liên quan đến giải thích một nhé, là các em phải đi tìm lim. Có lim, bài này khá khó ấy. Lim khi x thì đến trừ vô cùng này của thằng gx nó sẽ bằng trừ vô cùng đúng không? Thì tại vì x mũ 5 này nó đến trừ vô cùng mà. Và lim của x tiến đến vô cùng của gx ấy, nó sẽ bằng cộng vô cùng. Đấy, cho nên là suy ra là gì? Đấy, đấy khi mà x đến trừ vô cùng thì thằng này nó là trừ vô cùng này, thằng này cũng là trừ vô cùng này. Đấy, khi mà x đến vô cùng thì thằng x mũ 5 cũng đến vô cùng và cả thằng này cũng đến vô cùng. Cho nên là anh sẽ được cái bảng lim như thế này, và sau đó anh thay vào bảng biến thiên nó chạy như thế này này. Ok chưa? Vậy suy ra là gì? Với mỗi u thuộc R ta sẽ thì gx bằng u nó sẽ có đúng duy nhất một nghiệm. Ok chưa? Thì bây giờ anh lấy một thằng u bất kỳ đúng không? Một cái đường thẳng u bất kỳ mà anh cắt cái bảng biến thiên này thì anh sẽ chỉ thu được duy nhất một cái điểm này thôi đúng không? Cho nên là cái gx của u nó sẽ chỉ có duy nhất một nghiệm thôi. Ok chưa? Vậy suy ra thì với mỗi cặp uv thì sẽ có một giá trị x thỏa mãn. Ok chưa? Suy ra là gì? Đây thì với mỗi cặp UV nhá, em nghĩ là cái phương trình này đối với mỗi UV thì các em sẽ luôn luôn tìm được một cái thằng x thỏa mãn. Tại vì anh đang xét gx mà. Ok chưa? Ok thì vậy suy ra là gì? Y nó sẽ bằng gì đúng không? Y ở đây anh cho nó bằng là v cộng x mũ 4. Đây thì có y bằng v cộng x mũ 4 đúng không? Thì suy ra là gì? Với mỗi uv đúng không? Thì sẽ có một giá trị y thỏa mãn. Thì suy ra là gì? Với mỗi UV sẽ có một cặp y thỏa mãn. Đó thì anh đấy thì bài này bằng bằng cách xử lý như này nhá, thì anh đã chỉ ra được cái gì? Với mỗi UV thì anh sẽ luôn tìm được một cặp x y đúng không? Thì bây giờ với mỗi UV đúng không? Thì anh đi giải cái phương trình này. Anh đi giải phương trình này thì nhìn cái bảng biến thiên ấy, nó đi thẳng tắp như này, là anh sẽ luôn tìm được một cái giá trị x. Thì sau khi mà anh tìm được x rồi thì anh lại lắp, anh lại thay vào anh tìm y. Đấy, cho nên là với mỗi UV anh sẽ có tìm được một cặp x y. Để suy ra thì ghép nó xong anh. Đấy, bài này thì sẽ hơi khó. Các bạn có thể sau buổi live này có thể xem lại nhé, hoặc là để lúc nào gần thi dùng để ôn lại cũng được. Các em cứ hiểu chắc những cái ví dụ phía trên anh dùng ấy. Là buổi học này khá ok rồi. Ok chưa? Ok nhá, anh sẽ kết thúc cái phần phân loại ánh xạ ở đây nhá. Cái phần tiếp theo là phần ánh xạ ngược. Ánh xạ ngược. Xạ ngược. Xạ ngược. Ok chưa? Thì ánh xạ ngược nó là sao? Thì cái điều kiện ấy, cái điều kiện để tồn tại ánh xạ ngược là gì các em biết không? Là cái hàm ví dụ anh xét một cái ánh xạ f đi từ tập x vào tập y. Đấy, và biến một cái phân tử x thành một cái phân tử y. Để suy ra bây giờ f để f tồn tại ánh xạ ngược nhá. Tại ánh xạ ngược thì F phải song ánh
cái điều kiện đầu tiên để mà tồn tại ánh xạ ngược ấy là F phải song ánh. Ok chưa? Thì anh bây giờ anh sẽ giải thích cho các em ánh xạ ngược là gì. Ánh xạ ngược nha, thì đây, ví dụ anh có một cái thằng F đi từ x đến y và biến một cái phần tử x thuộc phần tử y. Thì bây giờ nó sẽ có một cái ánh xạ là cái ánh xạ F trừ 1. F trừ 1 này nó không phải là một phần F như bình thường các em học đâu nhá. Ok chưa? Cái F trừ 1 này nó chỉ là một cái biểu diễn là ánh xạ ngược của F thôi. Nó cũng chỉ là một cái tên gọi thôi. Và cái ánh xạ ngược này là ánh xạ nó đi lại từ tập y đến tập x. Đi lại từ tập y đến tập x và nó biến cái thằng x, thằng y này thành một cái giá trị x. Ok chưa? Thì đấy là cái định nghĩa của ánh xạ ngược. Và để mà tồn tại ánh xạ ngược thì F nó phải song ánh. Thì ví dụ như là nhá, anh ví dụ một cái ví dụ cũng đơn giản như thế này thôi. F đi từ R đến R và Fx nó bằng 14x cộng 8 đi. Ok, thì anh xét F1. F1 nó bằng, 22 đúng không? Đấy, thì cái ánh xạ ngược nó ý nghĩa như nào? Thì bây giờ anh lấy F trừ 1 của 22 ấy, nó sẽ biến lại cho các em về giá trị 1. Ok chưa? Hay là anh lấy F F2 bằng 28, 8 là bằng 36 đúng không? Thì cái F trừ 1 của 36 nó sẽ bằng bằng 2. Ok chưa? Thì như vậy khi anh sẽ biểu diễn bằng cái biểu đồ cho các em dễ hiểu nhá. Đây, biểu đồ đi từ tập x đến tập y này đi. Ok. Đây thì anh lấy một cái thằng một phần phần tử x thuộc x như thế này. Và anh biến nó thành một cái phần tử y. Ok chưa? Thì đây là cái ánh xạ F của anh nhá. Thì cái ánh xạ F trừ 1 ấy nó sẽ là một cái ánh xạ mà khi mà các em áp dụng cái ánh xạ đấy vào cái phần tử y này thì em lại biến lại nó về lại về thằng x. Đấy, thì đây gọi là ánh xạ ngược. Ok chưa? Thì thường thường cái bài liên quan đến ánh xạ ngược ấy thì các em sẽ phải là thường thường cái bài này sẽ bắt các em đi tìm ánh xạ ngược của một cái ánh xạ nào đó thôi. Ok, thì các bước giải nó cũng khá đơn giản. Ví dụ như là bài toán nhé, bài toán nó sẽ là gì? Cho một cái ánh xạ F và bắt các em đi tìm F trừ 1. Đó, thì các bước giải nó sẽ như thế nào? Thì cái bước đầu tiên ấy thì các em sẽ phải bước 1 này. Em phải xét. À không, bước 1 đầu tiên các em phải xem nó phải song ánh hay không đã. Ok chưa? Bước 1 phải xét 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 cái sự song ánh. Thì nếu mà đề bài bắt các em đi đi tìm một cái ánh xạ ngược của một ánh xạ F đúng không? Mà các em phải chứng minh được cái ánh xạ F đấy nó không song ánh. Đấy, thì các em không cần đi tìm luôn. Thì suy ra nó không có ánh xạ ngược. Thì có nhiều thực ra có nhiều bài ấy, nó sẽ kiểu song ánh trên từng đoạn ấy. Như kiểu là với thằng x lớn hơn không, à kiểu nhiều trên r ấy thì có thể nó không song ánh. Nhưng mà với x lớn hơn không thì nó lại song ánh chẳng hạn. Hay là với x nhỏ hơn không thì nó sẽ song ánh chẳng hạn. Thế thì những cái bài đấy hay thì cô cũng sẽ viết hẳn ra là ví dụ như là tìm cái ánh xạ ngược trên từng miền mà ép song ánh ấy. Ok chưa? Đấy, thì cái bước đầu tiên nói chung là xét phải xét sự song ánh thôi. Đấy, bước 2 là các em phải xét fx bằng y. Với y nó thuộc tập tập đích nhá. Đấy, anh cứ cho anh vẫn cho f là đi từ x đến y nhá. Đấy, bước 3 là gì? Rút x theo y. Rút x theo y cái này nếu như bạn nào không hiểu nó chính là gì, biểu diễn x theo y ấy. Đấy, bước 4 là các em đi kết luận này. Điều kiện để tồn tại ánh xạ ngược thì nó phải song ánh nhá. Đấy, còn nếu mà nó kiểu song ánh trên từng đoạn thì mình chỉ xét trên cái ánh xạ ngược trên từng đoạn đấy thôi. Ok chưa? Ok, tiếp tục nào. Đây, anh lấy luôn cái ví dụ trên nhé. Để cho F đi từ R đến R. Nó biến thằng X thành thằng 14X cộng 8 đi. Ok chưa? Hay là nói chung viết gọn lại là Fx bằng 14X cộng 8 ấy. Nhưng mà viết kiểu này nó cũng như nhau đấy. Tìm F trừ 1.
Thì cái việc chỉ ra sông ánh nó khá là đơn giản đấy, cho nên là anh sẽ để cái này anh sẽ không nói nhá, các em cứ để coi nó như là một cái bài tập chẳng hạn. Chung là cái bài này ép nó sẽ sông ánh rồi. Ok, anh sẽ đi luôn bước 1 là set fx bằng y đúng không? Anh sẽ set fx bằng y. Đấy, nghe tương đương với cả gì? 14x cộng 8 bằng y đúng không? Đấy, xong bước 1. À, xong bước 2. Bước 3 là rút x theo y, nghĩa là biểu diễn y theo x. Đấy, cái này biểu diễn y theo x khá dễ thôi. Thì đây là dạng y theo x này. Còn biểu diễn x theo y ấy, thì các em nghĩa là cái vế đầu tiên nó phải là x, x bằng gì đó. Xong bên kia nó chỉ toàn thằng y thôi. Thì ở đây nó dễ dàng, các em dễ dàng thấy là gì? X nó sẽ bằng là y trừ 8 phần 14. Đấy, y trừ 8 phần 14. Ok, thì đây là các em đã xong bước 3 là rút x theo y rồi. Vậy bước 4 các em sẽ kết luận là gì? Vậy suy ra là gì? F trừ 1 của y. Nó sẽ bằng gì? Y trừ 8 phần 14. Thì thường thường khi mà đến đây là các em sẽ phải đổi lại cho anh là thằng y này thành thằng x nhá. Tại vì cái bài những cái bài anh sẽ ngược ấy, thường thường nói chung là y với x nó chỉ là tên gọi thôi. Nhưng mà khi kết luận ấy, thì các em phải kết luận nó theo x. Vậy suy ra là gì? Ánh xạ ngược của f là f trừ 1 của x sẽ bằng là x trừ 8 phần 14. Đấy, nói chung là cái việc kết luận thì các em chỉ cần đổi thằng y thành thằng x là xong. Đấy, thì cái này thì các em học trên lớp các thầy cô chắc chắn cũng sẽ bảo đấy. Nói chung hai này nó như nhau, khác nó y và x ở đây nó chỉ khác nhau cái tên gọi thôi. Cho nên là đừng bạn nào nhầm kiểu thằng x ở đây nó là thằng x ở đây nhá. X ở đây nó là một tên gọi thôi. Ok chưa? Thì đây là những cái bước mà các bạn áp dụng trong bài ánh xạ ngược. Ok chưa nhỉ? Bài này không cần trình bày chứng minh là xong ánh ạ. Em cứ phải chỉ ra đi nhá. Em cứ chỉ ra đi. Ok chưa? Thì thường thường khi mà chứng minh xong ánh ấy, cái việc mà chứng minh xong ánh ấy thì thường thường các em cũng sẽ chỉ ra được luôn là cái thằng ánh xạ ngược luôn. Đây anh sẽ cho một ví dụ nữa nhá, một cái ví dụ này nhé. Đây, một cái ví dụ này. Dụ như là f đi từ R bình cho đến R bình và f x y nó bằng là y mũ 3 x cộng y bình. Ok, chứng minh f song ảnh và tìm f trừ 1. Đây thì cái việc mà các em chứng minh f song ánh ấy thường thường là các em đi tìm f trừ 1 luôn rồi. Đây anh sẽ ví dụ luôn cho em nhé. Đây anh ví dụ luôn này. Đó, thì chứng minh f song ánh thì đây cũng như một thói quen anh sẽ lại xét anh xét f x y bằng u v sao cho là u thuộc r và v thuộc r. Thế này nó sẽ tương đương với cả là y mũ 3 x cộng y bình bằng uv tương đương với cả là gì? Y mũ 3 bằng u và cộng y bình bằng v. Ok chưa? Thì cái này nó sẽ tương đương với cả là gì đây? Y mũ 3 bằng u đúng không? Vậy tương đương là gì? Y nó sẽ bằng căn bậc 3 của u. Đấy. Và x nó sẽ bằng v trừ y bình. Cái này sẽ tương đương với cả là gì? Y nó sẽ bằng căn bậc 3 của u và x nó sẽ bằng là v trừ y bình. Y ở đây đang là bằng căn bậc 3 của u nên cái này nó thành v trừ căn bậc 3 của u tất cả bình. Ok chưa? Đấy, xong đây đến đây nhá thì các em sẽ biện luận cho anh. Các em có thể lập luận như này này. Với mỗi u v thuộc r bình ta luôn tìm được duy nhất một cặp, nghĩa là với mỗi u v thì các em chỉ cho được một nghiệm xy thôi, một cặp xy sao cho
Đây, sẽ cho x bằng v trừ căn bậc 3 của u bình y bằng căn bậc 3 của u. Thỏa mãn f x y bằng u v. Suy ra là gì? Suy ra là f nó sẽ xong ấy. Các em chỉ tìm được duy nhất một nghiệm thì các em có thể kết luận nó xong anh luôn nhá. Ok chưa? Hiểu chưa nhỉ? Đó, thì ok thì bây giờ cái bước tiếp theo là mình đi tìm f trừ 1 đúng không? Đúng không? Thì đây có là gì? Có f x y bằng u v. Các em giải ra rồi, tương đương với cả gì? X bằng v trừ căn bậc 3 của u bình và y bằng căn bậc 3 của u đúng không? Vậy suy ra là gì? F trừ 1 của u v. Đây, cái bài trên ấy lại các em xét đây, xét fx bằng y. Sau đó các em rút x theo y. Thì bài này nó sẽ hơi khác một chút là các em sẽ xét fxy bằng uv. Rồi sau đó các em tính xy theo uv như thế này. Đấy, như thế này này. Đấy, thì bài này nó sẽ hơi khác cái bài trên một chút nhá. Thì khi mà các em đã tính được xy theo uv như thế này rồi ấy, thì em có thể kết luận là f trừ 1 uv sẽ bằng là gì? V trừ căn bậc 3 u bình. Đấy, và căn bậc 3 của u. Đấy, thì kết luận nhá. Vậy ánh xạ ngược của f là đấy, f trừ 1 thì ở đây anh khuyên các em là khi mà giải ra đến đây này thì các em lại chuyển về xy cho anh. Chuyển về xy cho anh. Thì như anh nói nó cũng chỉ là một cái tên gọi thôi. Nhưng mà các thầy kiểu gì cũng sẽ nói thôi. Ok chưa? Nó như kiểu một cái thói quen ấy. Thì đây là cái thì đây anh đã hoàn thành xong cái ví dụ này. Ok chưa nhỉ? Rồi nhá. Thì đấy là cái phần về ánh xạ ngược. Đây, cái phần cuối cùng mà anh muốn nói trong cái buổi live hôm nay ấy, nó cũng khá đơn giản. Phần này là nó là phần gọi là tích cận ánh sáng. Tích cận ánh sáng. Ok chưa? Đấy, tích cận ánh sáng thì tích cận ánh sáng nó không phải là như kiểu các em có thằng có một cái hàm có một f này lại có một thằng ánh sáng g xong tích cận ánh sáng là f nhân g nhá. Này nó không phải. Thì tích cận ánh sáng nó sẽ định nghĩa như thế này này. Như anh ví dụ nhá. Anh có một cái thằng ánh sáng f nó đi từ tập A vào tập B. Và một cái ánh sáng g nó đi từ tập B và tập C. Đấy. Thì liệu anh có một cái cách nào mà kiểu để kết hợp hai ánh sáng này lại để nó thành một cái thằng nó đi thẳng từ A đến C luôn hay không? Thay vì chuyển từ A đến B rồi từ B đến C thì liệu có một cách nào nó đi thẳng từ A đến C này luôn hay không? Đó thì đấy là cách mà thì cái ánh xạ đấy anh gọi là HX. Anh gọi là HX. H nó đi từ A đến C. Thì cái thằng H này này nó chính là bằng tích của ánh xạ G và ánh xạ F. Ok chưa? Thì nó sẽ biểu diễn ở dưới dạng là G O F này này. Đây là cái ví dụ cái ký hiệu của tích ánh xạ nhá. Là cái chữ O nhỏ nhỏ này. Hai cái này tương đương là gì? HX nó sẽ bằng G O F của X. Thì nó sẽ bằng là G của FX. Ok chưa? Thì cái ánh xạ HX bằng G của FX này nó sẽ là cái ánh xạ biến thẳng từ thằng A đến thằng C ấy luôn. Đây thì ở đây thì nhìn thằng F này nó là đứng trước thằng G đúng không? Nhưng mà các em muốn ánh xạ tích của cho tôi đi thử hẳn từ A đến C ấy, thì cái dưới này thì các em phải viết thằng G trước thằng F nhé. Thực ra thằng G nó đứng trước là khi mà các em nhìn từ bên trái sang thôi. Còn các em nhìn từ bên phải sang ấy thì thực chất là thằng F nó đang đứng trước thằng G đấy. Ok chưa? Cái này nó ý nghĩa là gì? Nghĩa là mình sẽ thực hiện cái FX trước rồi mới đi thực hiện GX. Đấy, nghĩa là thực hiện FX trước là thực hiện chuyển từ A đến B rồi trước đã. Sau đó khi mà các em có cái thằng trong B rồi là em mới thực hiện nốt thằng G để nó chuyển nốt thằng từ B sang C. Ok chưa?
Thì đấy là cái ý nghĩa về tích ánh sáng. Đấy, thì anh sẽ ví dụ nhá, ví dụ ấy. Anh có một cái hàm f đi từ r đến r, nó cho fx bằng x bình, và hàm g đi từ r cho đến r, nó cho gx nó bằng sin x. Nào, bây giờ về bài muốn anh đi tìm gof và fog. Đấy, thì cái việc mà các em đi tìm tích ánh sáng thì các em phải chú ý điều kiện này cho anh. Chú ý điều kiện là cái thằng tập tập đích của thằng trước phải bằng tập nguồn của thằng sau. Ok chưa? Thì cái trước ở đây là các em nhìn từ phải sang trái cho anh nhé, từ phải sang trái cho anh này, chứ đừng nhìn từ trái sang phải. Ok chưa? Thì ở đây ví dụ GOF này, nếu mà các em nhìn từ trái sang phải là G đang đứng trước F đúng không? Nhưng mà thực chất ấy, em nhìn từ từ phải sang ấy là thằng F nó đang đứng trước thằng G ấy. Ngoài thằng bên này là thằng G đang đứng trước thằng F. Ok chưa? Thì bây giờ anh sẽ tìm GOF nhé, GOF của x đúng không? Thì ở đây là em nhìn từ phải sang này là thằng F đang đứng trước thằng G. Thằng F có tập đích là R, thằng G cũng có tập đích là R, tập tập nguồn là R. Vậy sẽ hai này nó trùng nhau ấy, trùng nhau thì các em có thể thực hiện ánh sáng được, nó sẽ thành G của FX. FX là bằng x bình đúng không? Nên cái này nó sẽ thành là G của x bình. Đấy. Gx thì bằng sin x đúng không? Gx bình nó sẽ bằng gì? Bằng sin của x bình. Đấy, xong gof à, g nhân với f nhé, anh hay đọc là u. F đấy, f hợp với g đi, các em có thể đọc là, ví dụ phát biểu lên bảng thì đọc là hợp nhé, f hợp với g đi của x. Thì ở đây anh lại tiếp tục nhìn từ từ phải sang là thằng g nó đang đứng trước thằng f đúng không? Đấy, thì thằng g đứng trước thằng f, thì thằng ở đây thằng g này có tập đích này trùng với tập nguồn của thằng f, vậy suy ra mình có thể thực hiện cái phép này, nó sẽ thành là f của gx. Gx thì bằng sin x đúng không? Cho nên thành là f của sin x. Fx thì bằng x bình, vậy f của sin x nó sẽ bằng gì? Sin x tất cả bình hay sin x bình nhé. Ok, thì đây là một ví dụ liên quan đến phần tích ánh sáng. Một ví dụ nữa nhé, anh sẽ cho thêm một ví dụ nữa đi. Đấy, các em có hiểu phần này không nhỉ? Có ai có câu hỏi gì không ta? Nhưng mà các em có thể không hiểu phần nào thì cứ mạnh dạn comment nhé, thì anh sẽ cố gắng giải đáp cho các em. Đấy. Ngay khi còn trên like có thể còn mà hết like thì anh cũng không ở đây kiểu thích cho các em nữa, nên là các em nào mà muốn hỏi hay thắc mắc gì thì hỏi luôn cho anh nhé. Ok, anh sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa đi. Ví dụ như là đây, anh đi từ tập F, từ tập R trừ 0 cho đến R, và tập G đi từ R đến R, nó cho là gì? Fx bằng 1 phần x và Gx nó bằng 2x phần 1 cộng x bình. Thì người ta sẽ bắt mình tìm FOG, tìm F hợp G nhé anh, và G hợp F nhé. Ok chưa? Ok, thì đầu tiên anh sẽ tìm thằng F hợp G nhé. Thì anh sẽ có F. Đầu tiên để mà tìm F hợp G ấy, thì cái điều kiện đầu tiên là gì? Các em nhìn từ phải sang trái này. Phải sang trái là thằng G đang đứng trước thằng F đúng không? Thì các em để ý cho anh là tập tập đích của thằng G này nó không bằng tập nguồn của thằng F. Đúng không? Vậy suy ra thì cái phép FOG này anh sẽ không thể thực hiện được. Có gì em lưu luận nhé, có tập đích của G đúng không, khác tập nguồn của F. Để suy ra là gì? F O G không tồn tại đó. Khi mà làm những cái bài liên quan đến tích các ánh sáng thì cái việc cái điều kiện tập nguồn và tập đích này các em phải để ý cho anh nhé. Cái tiếp theo là G hợp F. Đấy, các em lại tiếp tục nhìn sang phải thì thằng đang là thằng F đứng trước thằng G. Đây, thằng F đứng trước thằng G đây.
thì anh sẽ set tập đích của thằng F và tập nguồn của thằng G. Thì em đây ở này thì nó bằng nhau là cùng bằng R, thì em có thể thực hiện được phép phép hợp này. Thì GOF đúng không? G hợp F của X nó sẽ bằng là gì? G của Fx. Đấy, nó sẽ bằng G của Fx là bằng 1 phần X. Đấy, Gx thì bằng 2X phần 1 cộng X bình. Như cái này nó sẽ là 2 phần X trên 1 cộng 1 phần X bình. Ở đây thì các em rút gọn đi, rút gọn cho nhìn cho đẹp thì anh nhân x bình vào cả hai vế cho thành là 2x phần 1 cộng x bình. Ok, thì đấy là cách anh thực hiện cái ánh xạ ngược. Ok. Ok, thì đây là cái phần kiến thức cuối cùng của buổi live ngày hôm nay. Thì liệu các em có còn thắc mắc gì không nhỉ? Đấy, hơi chậm. Cái này là mình cố gắng giảng để các bạn theo kịp nha, chứ không phải. Đấy, thì nếu mà mình giải nhanh hơn thì có thể nhiều phần mình nói các bạn sẽ không hiểu kịp ấy. Ok chưa? Nào, các em có thắc mắc gì không nhỉ? Ở đây vẫn đang có 114 bạn đang xem. Đấy, cảm ơn bạn Trường Giang nhé. Đó, bạn nào có đang lú gì thì hỏi luôn để anh còn giải đáp. Nào. À, chia đây bảng tí à? Anh mà ok. Đó. Em muốn em Phụng đúng không? Em hỏi gì? Phụng hôm nay học khá là chăm chỉ ấy. Đây, chia đợi bảng rồi, em muốn hỏi gì? À, cảm ơn bạn Lê Nam Phong nhá. Giải thích về ánh xạ chiếu và ánh xạ nhúng. Cái định nghĩa này anh nghe hơi lạ nhỉ, liệu có phải là liệu có phải em chép nốt ra thì em cũng không phải lo, tại vì like bọn anh giữ mà, nên là nếu mà không chép kịp thì để tí tí xong các em có thể xem lại. Ánh xạ thì thực chất là bọn anh sẽ có tầm hai buổi live về ánh xạ cơ. Đấy, thì cái buổi này anh sẽ tập trung vào cái phần đầu trước. Còn cái phần về ảnh đúng không? Ảnh và nghịch ảnh của ánh xạ đúng không? Thì anh sẽ làm một buổi live khác, tại vì nếu mà live cùng thì nó sẽ hơi dài và cái phần đấy nó cũng khá là hay ấy. À, tại sao tập đích của G khác tập của F lại không tồn tại FOG á? Đâu xem nào. Ok, thì anh thấy nó cũng đơn giản mà. Thì em đã đây, em phải hiểu cái định nghĩa của ánh xạ ấy. Thì bây giờ em đang có một thằng thằng F đúng không? Một thằng F đi từ tập A đến tập B. Đấy, nó nói trông như thế này này. Nói trông như thế này. Đấy, thì khi mà các em áp dụng những cái ánh xạ F vào cái phần thằng thằng thuộc A này thì em sẽ được những cái thằng X thuộc B. X thuộc B chưa? Đấy, còn thì sau đó tập G ấy nó sẽ biến. Đấy, ví dụ anh có X này, anh áp dụng thằng F thì anh sẽ được một cái thằng 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 A thuộc tập A nhá. Anh áp dụng cái thằng F này, anh sẽ được một thằng B thuộc tập B. Sau đó anh lại tiếp tục áp dụng cái thằng G. F là đi thằng G nó sẽ đi từ B đến đến C đúng không? Đây đi tập C. Anh áp dụng tiếp thằng G thì anh sẽ được thằng thằng C. Thì cái ánh xạ tích ấy là cái ánh xạ mà giúp anh đỡ đỡ phải làm tận hai bước này để tính. Hiểu không? Thì đỡ nhiều kiểu bây giờ bình thường nhá, các em phải đi tính x bình đúng không? Rồi thay lại đi tính sin x. Thì có thể nó hơi dài. Thì nếu mà các em hẳn tìm hẳn được một cái hàm luôn ấy thì làm việc đấy sẽ nhanh hơn. Cho nên là ý nghĩa của cái ánh xạ tích này này là giúp các em tìm một cái hàm nó đi hẳn từ đây đến C luôn. Đúng không? Thì để làm được cái điều đó ấy, thì hai thằng đấy nó phải chung cái tập trung gian này này là tập B. Đấy, cho nên là nếu mà cái tập trung gian mà không chung ấy thì nó sẽ không phải là tích ánh xạ. Hay nói chung là nó như là một cái định nghĩa thôi. Ok chưa? Ví dụ nếu mà hai cái ánh xạ nó có chung một cái tập trung gian là tập B này thì em có thể sử dụng tích ánh xạ để cho thằng A bằng hẳn thằng C luôn. Ok chưa?
Đấy, nó đơn giản, nó chỉ thế thôi. Còn câu hỏi nào không nhỉ? Ok, thì có vẻ như là không ai hỏi gì. Thì các em thấy bài giảng hôm nay có dễ hiểu hay như thế nào không nhỉ? Comment cho anh biết nhé. Đó thì đấy chính là những cái, nói chung là đi thi phần ánh xạ này thì anh cũng chỉ dùng mấy cách như thế thôi, không hơn không kém gì đâu. Kiểu những bài mà tầm kiểu chắc tầm từ 1 đến 7 điểm đi thì nó cũng chỉ loanh quanh như thế thôi. Bạn Hưng bảo hơi dễ ạ. Ừ thì phần này anh kiểu like để nói về lý thuyết thôi, còn thích nâng cao thì bài dễ hiểu. Cảm ơn bạn Nguyễn Phụng nha. Cảm ơn bạn Minh Tú luôn. Đây, bây giờ vẫn 104 mắt, cũng khá vui chứ. À ok. Đấy, thì nói chung là anh nghĩ là đấy, đấy là tất cả những chia sẻ phần ánh xạ của anh rồi. Còn chắc là anh anh làm tí đại số đi ạ. À, em có thằng bạn Lâm Hoán hơi lú à? Lú phần nào vậy em? Anh giải thích luôn. Không sao, cái này xem đi xem lại nhiều lần thì sẽ quen thôi. Anh tính toán giỏi như thế có tính được tính cách bạn gái không ạ? Rồi, thế em không phải lo nhé. Ok thì đó thì nói chung là đại số thì nó sẽ là lú, tại vì là gì, tại vì nó là một cái kiến thức nó khá là mới ấy. Như kiểu giải tích 1 thì các em thấy nó kế thừa từ kiến thức cấp 3 nhiều đúng không? Đấy. Được chưa? Người làm bài tập cơ bản ở sách nào nữa ạ? Thế thì em có thể làm trong tập tập đề của anh. Đấy, giải đề cương. Thì nếu mà các em đăng ký khóa của anh thì anh cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ bài tập thôi. Còn ngoài ra thì sách thì các em cứ lên thư viện mà mượn cũng được. Bài khá dễ hiểu anh ạ, cơ mà em phải mất công viết lại in sắp. Em này chắc học trí tuệ nhân tạo à? Đấy, mấy em học trí tuệ nhân tạo này thì chết anh có nhầm. Mấy mấy em học trí tuệ nhân tạo như này thì cố gắng học giỏi môn này nhá. Đấy, tại vì như kiểu dụ anh là anh cũng đang kiểu theo về bảng đấy này, thì nó áp dụng đại số khá là nhiều, nó dùng cái hàm hợp hồi cấp ba đấy, nó cũng kiểu nó cũng chính là như vậy thôi mà. Nhưng mà đây là anh đang tổng quát hơn nhá, kiểu hàm số thì nó là một phần của ánh xạ hiểu không, còn cái ánh xạ này nó rộng hơn, nó áp dụng với nhiều tập hơn. Kiểu nếu mà như là hàm số thì cái ánh xạ này nó chỉ đi từ tập r r cộng r trừ các thứ trên r số tự nhiên các thứ ấy, đúng không? Còn cái ánh xạ này nhá, nó áp dụng trên nhiều tập nữa. Ví dụ sau này đây anh đang nói về AI đúng không, sau này nó sẽ có những cái tập nhiều, tập ma trận này, tập vector này, ví dụ ảnh không, nó là tập ảnh, nó chỉ là những cái ma trận này. Thế thì việc sử dụng những cái ánh xạ kiểu kiểu như này này thì sẽ nói chung là những cái kiến thức đại số này, liên quan ánh xạ này hay ma trận các thứ, nó giúp cho AI khá là nhiều. Anh học ngành nào á? Anh học khoa học máy tính nhá. Ok thì có vẻ như là các bạn cũng cũng không có thắc mắc nhiều nhỉ. Ok thì trước khi mà kết thúc buổi livestream ấy, anh sẽ giới thiệu qua về khóa học của Bách khoa không sợ tạch nhá. Ok thì khi mà tham gia vào cái khóa học của bạn anh ấy thì sẽ có hai hình thức. Thứ nhất là bọn anh sẽ chuẩn bị những cái bài giảng. À, nghĩa là các em sẽ kết hợp cả hai hình thức nhá. Cái hình thức đầu tiên ấy là bọn anh đã kiểu quay record hết lại tất cả những cái video lý thuyết này, cũng như là cách cách làm những cái dạng bài tập đấy, của những cái từng phần của đại số rồi. Ví dụ như bài buổi live này đúng không, thì anh đã kiểu vừa giới thiệu luôn cả lý thuyết đúng không, vừa giới thiệu luôn cả cả cách làm những cái cách giải của từng dạng bài tập rồi. Thì ở trong video bọn anh cũng thế, anh cũng sẽ chia thành rành mạch ra và chia thành rất nhiều video để các em có thể xem dễ hiểu hơn.
nhiều xem live này, xem hẳn 2 tiếng nữa cũng khá là mệt này. Ok, trước cái và cái quyền lợi thứ hai ấy, cái hình thức học thứ hai là các em sẽ được làm bài tập này, được cho vào nhóm chat này. Khi đó khi mà các em có bài tập khó nào này thì các anh cộng tác viên ấy, đấy, sẽ giải đáp giúp đỡ các em, hay là gì, hay là xem video đúng không, có phần này không hiểu này, hay là phần này anh viết nó khó nhìn các thứ, nói chung cứ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến video này thì bọn anh cũng sẽ giải đáp. Hay là bạn nào muốn thì có thể hỏi anh sâu hơn, như là anh học đại số đúng không, thì kiểu anh đã bảo rồi, anh tìm hiểu về AI này chẳng hạn này, thì nếu như bạn nào muốn kiểu tìm hiểu thêm thì có thể inbox hẳn cho anh kiểu vậy. Thì ngoài ra thì gần gần thi nhá, bọn anh cũng sẽ phát cho các em các tài liệu liên quan để ôn thi giữa kỳ này, cuối kỳ này. Đấy, những cái tài liệu mà đấy. Và ngoài ra thì bọn anh cũng có tổ chức những cái thi thử này, ok chưa, hướng dẫn giải chi tiết từng câu trong đề thi. Đấy, thì cái khóa học này nó sẽ diễn ra cả kỳ luôn. Thì chính chính ra là gì, nếu mà học 6 tháng đúng không, thì các em cũng chỉ tầm mất có 50k mỗi tháng thôi. Anh thấy nó khá là rẻ, 50k ngày xưa nó cũng chỉ bằng tiền học thêm một buổi toán của anh thôi. Đấy, các em có thể tham khảo, và nếu được thì anh sẽ đồng hành cùng mọi người, các em cứ hỏi thoải mái. Thì đấy là cái quyền lợi khi mà các em tham gia khóa học của bọn anh nhé. Anh chia sẻ thật luôn là anh giảng đại số này thì anh cũng không hẳn là giảng để cho các em làm được bài nữa đâu, mà kiểu trong cái video anh quay nhá, anh cũng có thể thỉnh thoảng nói thêm một số những cái gọi là thông tin ngoài lề ấy. Đấy, thì giúp em hiểu rõ hơn. Ngoài ra cũng chia sẻ các tip mà anh đúc kết qua quá trình anh học bộ môn này, ok chưa? Ok thì đây chiểm đây cũng chắc là cũng đến hồi kết rồi, thì bạn nào tranh thủ thì tác bình luận mã số sinh viên này, tác tên các thứ đi để có cơ hội nhận tài liệu nhé, không thì anh kết thúc live là không còn cơ hội đâu. Nào bạn nào còn câu hỏi nào nữa không nào, đấy vẫn còn 103 người xem này. Thoải mái nha. 2 phút nữa không ai hỏi là anh sẽ kết thúc lại. Xem nào, cứ hỏi thoải mái các em nhé. Không muốn rồi, em nào còn câu hỏi gì nữa không? Bao giờ full khóa là sẽ có cả giải tích một cả đại số em nhé. Bao giờ anh like tiếp, thì like thì anh sẽ thông báo sau, thì anh thì cũng phải học các thứ nữa mà đúng không, anh không cố định lại được, nhưng mà khi có cơ hội thì anh sẽ like tiếp cho các em, ok chưa? Đấy, còn phần ánh sáng này còn một phần khá là hay nữa là phần ảnh với nghịch ảnh, thì phần này khá là dài, anh thì không like được luôn trong buổi này, thì anh sẽ làm một buổi live riêng. Khóa có cả giải tích nhá. Wow, sao gần gần hết nó lại có 111 người vào xem thế này. Vừa nãy có 100 mấy mà. Ok thì chắc là không hỏi gì, anh sẽ kết thúc lại đây nhá. Thì chúc các em ngủ ngon và có một kỳ học thật là thành công. Cảm ơn các em.